chục cái chị nào cũng gọi đến mỗi chị thì được một cái thôi. Cái này không cướp cho chị một cái nào luôn. Nhưng mà cướp cho chị thì mỗi ngày. Mọi người sợ xèo lẻ lắm. Uyển sợ, sợ lắm. Các bạn không sao mẹ chỉ đồ người đi. Giấy, 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 giấy. On lắm nhỉ? Sao đây, mẹ nói đây. Sao mẹ tối lại một xô rác này. Đây tối xô này có tất cả các loại thẳng ở đây. Kìa, có một cái bữa từ khu xong ta biết làm cái đèo này. Tiền tập thể cho nó bay màu luôn đi. Tiền thì tiền tập thể, chị bảo là làm cái gì tiền tập thể. Bạn trẻ lắm luôn. Cái mũ quân dân của ta được ở ngoài. Thấy có cà phê rồi lên làm người ta. Sợ phải tỉnh quá thì sáng vẽ. Không dám được mắt. Bạn có vẻ kém lắm gì ạ, mờ. Ủa, sao mang sang đây làm gì? Hay mặc quần này chắc sang cái tí về mới rồi. Lạnh này. Ra chưa mặc quần dài rét lắm. Mấy hôm nay cái thay đổi thời tiết là em cứ bị mẩn mẩn người. Em đi này, mẩn hết chân tay ngứa hết cả lần hết cả lên hết. Hello các chị yêu. Chẳng gì đâu đó. Không biết đâu. Sao nóng thế nhỉ? Nóng á? Alo. Ừ. Điện thoại. Không. Chấp nhận được. Đưa lời tỏi rồi kìa. Ừ. Của chị nó quay tít thở lò như của là trong chóng. Cho tí năng lượng mà tối nay cái phim. Thế đi. Thế mà cái nhảy cầu ấy. Ừ. Hello các bác. Đơn tối qua chưa chốt xong chị ơi. Chưa chốt xong. Các bác vào live stream thả like, thả tim, chia sẻ like giúp em ấy nhá. Chị Huế Trần à. Em cảm ơn chị Huế Trần. Hello tất cả các tình yêu. Em chào chị Nguyễn Thị Hằng nhá. Em chào chị Vũ Phạm ạ. Thực sự là giờ này là em rất là đuối. Các bác chia sẻ live stream ủng hộ cho em với. Phao cao cấp hôm nay không lên đấy chị ơi. Còn có ít thôi. Em chào chị Mỹ Tiến ạ. Các chị ơi, các chị ơi, mạng có xem được không ạ? Em cảm thấy mạng hôm nay hơi kém hay sao ấy. Bình Dương vùng xanh gửi được chưa? Em chưa thấy nhận được thông báo là bên Bình Dương gửi được hàng chị. Chị Phùng Hằng. Em chưa thấy nhận được thông báo ấy. Nếu mà nhận được thông báo thì em gửi ngay. Em chỉ dình là lúc nào mà có thông báo phát là em gửi luôn. Vì đơn Bình Dương, Hồ Chí Minh các kiểu bây giờ nhà em vẫn đang để cho khách dồn đơn kìa. Xem được không? Sao mạng chán thế nhở? Mở cái tài khoản nó không mở. Chị Minh Minh Nguyễn Hóng Hằng mới có xem được à? Em ở Tuyên Quang thì nhiều ơi. Nguyễn Đức Lợi mạng kém quá không xem được. Chị ơi chị thử bật 3G lên xem nào. Em nghĩ là buổi tối mạng kém tại vì các cháu học online ấy. Thế là mạng hay kém thật. Mạng lúc được lúc không mà chị chán nhỉ, mạng buổi tối chán thế. Khiếp. Chào Loan bà chủ đại gia xinh đẹp nhẹ nhàng đáng yêu rồi ôi. Đại gia cái gì mà đại gia. Đại gia sơ mướp ấy chị ạ. Giả la. Chị ơi nếu mà đến cửa hàng em thì không biết là em là nhân viên hay em là chủ luôn. Nhân viên đẹp hơn chủ. Em cảm ơn chị Hương nhá. Em cảm ơn chị Như Hiếu Tiên ạ. Rồi ok. Em lên luôn một cái mã quần công sở mà em còn số lượng rất là ít. Được chưa? Em xin phép em tặng đầu like nha các chị. Chị ơi đơn tối qua nhà em chưa chốt được hết ý. Thì các chị nào hôm qua mà chưa thấy được chốt đơn các chị để lại số điện thoại giúp em với nhá. Em chào chị Hằng Ruby ạ. À, mạng chả xem được á. Alo, ui rồi. Chào em, hôm nay chị nhận được hàng rồi. Phải nói là quá xuất sắc.
chất mịn mắt chị lắm cơ. Chị cảm ơn shop em Loan rất nhiều, nhân viên thì nhẹ nhàng thân thiện. Em cảm ơn chị nhiều. Chị ơi, chị cho em cái số điện thoại của nhân viên đấy, em thưởng nóng với. Thưởng thưởng mai mình được. Em thưởng nóng cho bạn ấy gói mì tôm. Chị cho em cái số điện thoại của bạn nhân viên chốt đơn đấy hộ em với, để em xem bạn nào với. Em chào chị Thùy Trần ạ. Em cảm ơn chị Hằng Ruby nhá. Em á, em năm nay là em 31 tuổi ạ. 31 tuổi. Đấy. Bộ em mặc bao nhiêu á? Bộ em mặc là 239.000. Quần thể thao hết rồi, tình yêu ơi, hết sạch rồi, không còn tí nào hết trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. 9 giờ sáng hôm nay đã hết hàng rồi ạ. Đâu quần đâu chị? Đấy, bốc bốc xô đây, bác alo xô đây cho em. Dạ. Quần thể thao hết sạch rồi mà, kể cả hàng Quảng Châu lẫn hàng quần hàng Việt Nam là hết sạch luôn, không còn đi nào. Hôm nay em còn không dám cho xỉ bốc ý. Em xin 91. 91 chị ạ. Kính thưa các loại quần mẫu này. Đây ạ, kính thưa các loại quần lẻ Alonso sẽ có cả quần 569 này. Có 569 này. Đây các bác, chị nào chưa chốt được quần công sở, các bác lên đơn hàng cho em nhá. Các chị comment là tặng quần công sở giúp em với. Đấy chứ ạ, tặng quần công sở lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Tặng quần công sở lên đơn hàng mà kèm số điện thoại. Mong đồ nhà em Loan mà không, mãi chưa thấy à. Chị ơi, đợt này thì như kiểu là dịch dã nó sẽ đi hàng hơi chậm với chị. Chị nhận được pack ca rồi em nhá, em cảm ơn chị ạ. B43 đen rồi, ok chị, Nguyễn Đức Lợi ạ. Nguyễn Đức Lợi hôm nay đi đơn rồi. Trông em 31 tuổi là nhìn em già nhở. Vậy ít tuổi hơn rồi, bữa em toàn gọi bằng chị đấy, thấy chưa? Ý, cho con cái đầu. Tại vì kiểu là làm việc nhiều ấy, xong là nhìn trông nó già hơn so với tuổi. Em lên like như kiểu em không ăn hình như sao, nhìn trông như kiểu là lớn tuổi lắm ấy. Không béo. Đuôi số 628 là ai? 951628 là số Lan Anh cầm 277. Không, 628 là số của cái ánh cầm là thứ nhất này, với lại là cái Lan Anh cầm. Lan Anh. Số điện thoại đấy của Lan Anh cầm. Chị Huyền cầm. Rồi, bé 628 nói chuyện rất dễ thương, em cảm ơn chị ạ. Quần Q1 đẹp lắm, em cảm ơn ạ. Mấy hôm nay Lan Anh cầm máy đấy. Nói chuyện nhỏ nhẹ dễ nghe. Đi chị ạ, các chị nhìn cho em này. Em xin phép tặng luôn các bác ngày hôm nay nhá. Nó không có bao giờ đâu. Con này nó chốt đơn không có. Ok chị ạ. Em đứng cạnh ô tô trẻ xinh quá. Đứng cạnh ô tô là đứa nào đứng cạnh ô tô đây? Bà chủ gì chị ơi? Bán vài ba quần áo của bà chủ cái gì? Hôm nay mệt lắm mẹ nhưng mà vẫn cố lên like. Số đuôi 138 là số nào? 183. 183. 183 là ai cầm? Huyền cầm à. Thấy chưa? Mai thưởng đấy nhá. Rồi, hôm nay mà bác nào khen nhân viên nào không, ngày mai em thưởng nóng luôn. Một đấy chứ ạ, à? Khen nhân viên nào ngày mai em thưởng nóng một ly trà chanh. Đây ạ, em gửi bên em gửi bên Viettel ạ, à, chị Hằng Ruby nhá. Đôi 183 rồi, ok chị nhá. Rồi ok, em cảm ơn chị Vân Chi ạ. Cô đấy. Bộ em đang mặc bao nhiêu? Bộ em mặc là 239.000 đồng chị gái. Em có rất là nhiều màu luôn. Rồi em lên luôn bộ quần công sở các chị này. Bây giờ là em sẽ cho các chị là chọn size vừa nha các chị nhá. Chọn size vừa. Được chưa ạ? Em biếu các chị nốt là 109.000. Được chưa ạ? Các chị ơi, em sẽ có màu nâu với màu đen nhá. Em sẽ có màu nâu màu đen. Nhưng mà bây giờ em chỉ còn lẻ size, lẻ số, lẻ mẫu thôi ạ. Tất tần tật bây giờ là em sẽ cho các chị gọi là cứ chọn cho em cái size vừa đi. Còn hình thì tất cả các cái hình này em đã bán qua hết rồi. Để chặn tất cả các hình em đã bán qua hết rồi. Em xin phép tặng các chị nốt là 109.000 đồng một quần. Để chưa ạ? Quần công sở lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại này 109. Em có nâu với đen nhá. Đa số là em sẽ có màu nâu với màu đen. Các chị lên đơn hàng cho em ạ. Khoảng các chị đến 58 cân đổ về. Cứ từ 40 cân, 58 cân đổ về em chốt đơn ạ. Em còn chị Diệu Hanh An Nhiên ơi, 108.000, à quên, đúng rồi, 109.000 một quần công sở cho em ạ. Dáng toàn bộ nó là dáng baggy các bác nhá. Toàn bộ dáng baggy cho em ạ. Ngày mai các chị cứ báo cân nặng chiều cao nhân viên ý, thì các bạn sẽ là tư vấn cho các chị chọn size vừa. Còn xanh than ạ. Chị ơi, quần này dáng baggy cho nên sẽ không có độ co giãn nhiều đâu chị ạ. Nó sẽ làm form rất là thoải mái cho chị em mình luôn. Đây các bác này, chị nào đã nhận được những dòng quần này nhà em rồi, các chị vào cho em xin một cái feedback ạ. 109.000, 109.000 đồng ạ. Đúng rồi, nhân viên chốt đơn là quan trọng. Tại vì là
quyết định hay không ý, đông khách hay không cũng là một phần do nhân viên nữa chị ạ. À, chị Vũ Ngọc Vân à? Ôi rồi, nãy cả trưởng cái bà Vũ Ngọc Vân là bà nào đấy? Vũ Ngọc Vân. Vân Cute. Đỗ Eo Vân. Ơi. À? Ừ. Hôm nay lại vào comment đặt hàng như like mới sợ chứ. Ừ. Em tưởng Đỗ chứ. Mới đổi hình đại diện. Quần đẹp lắm, em cảm ơn chị. Chị ơi, tất cả là quần vải. Tất cả là quần vải em tặng các chị 109. Các chị lên đơn hàng cho tặng quần công sở cho em rồi ạ. Tặng quần công sở, chị ơi 70 cân không vừa. 70 cân không vừa ạ. Bây giờ các chị cứ lên đơn hàng cho em là tặng quần công sở đi. Ngày mai các chị bảo cho chị một cái nâu một cái đen này chẳng hạn ấy, hoặc là cho chị hai nâu hai đen. À, chị Quảng Bình á, Quảng Bình vẫn ship mà chị. Quảng Bình em vẫn đi đơn. Chị Dương Ngọc Hà rồi ok. Bộ em mặc 60 cân có vừa chị ơi, 60 cân có vừa. Rồi ạ, em qua mẫu luôn nhá, tại vì quần công sở nhà em còn số lượng nó rất là ít. Em ebook là hàng được em ơi, em cứ chụp lại màn hình cái mã mà em đặt ý. Em chụp lại màn hình em gửi trong tin nhắn cho chị nhá. 52 có vừa không em mới vào, có vừa em ơi, 40 cân đến 58 cân. Các chị nào cứ tầm 40 cân 58 cân đổ với em chốt đơn ạ. Chị đặt cho con gái lấy size của em mặc vừa ý, em mặc vừa em mặc size L ấy chị ạ. Em mặc size L đấy, em 54 cân. Em mặc size L, con gái chị béo mà mập. 52 cân có vừa chị ơi, cứ từ 40 cân đến 58 cân ạ. Ngày hôm nay em cứ nhẹ nhàng thế này thôi ạ, tại vì là em gọi là gần như là kiệt sức rồi. Gần như kiểu là sập nguồn rồi các chị ạ. Các chị nhá, em tặng các chị cứ 109.000 ạ. Quần áo nhà Loan rất ok, em cảm ơn chị ạ. 48 cân có vừa chị Phương Mạnh ơi. Các chị cứ tầm là 40 cân đến 58 cân là các chị có size vừa. Đấy chưa ạ? 40 cân đổ lên ạ, từ S, M, L, XL như hiện tại là như kiểu là cái mẫu nó lộn xộn hết rồi ý. Có mẫu còn nó lẻ hết size hết rồi. Bây giờ em sẽ cố gắng là chọn cho các chị được cái size của mình vừa thôi, chứ còn kiểu thì không chọn nhá. Cứ một nâu một đen hoặc hai nâu hai đen chẳng hạn. Đấy. Chị ơi bật cái quạt cho em thoang thoảng thôi. Em sắp trở ngốt ra đây rồi. Chỗ này thì em đang chết. Ồ thế thì cho cái đây. Đây. Rồi chị Duyên Mỹ Mỹ rồi ok em chốt đơn ạ. Đấy. Bộ em mặc có size 65 cân mà chị gái. Cho em xin cái bộ chị mặc đi. Được rồi. Xin bộ em mặc đi các chị này. Đây. Không có nhiều màu mà, đủ màu luôn ý. Khách cứ đang hỏi cái màu xanh than đến màu xanh cổ vịt. Đấy chị ạ, cứ màu xanh than, màu xanh cổ vịt ạ. Bây giờ còn xanh nhỏ đâu. Hôm nay có nhiều phông về lắm các chị ơi, mà phông cuối vụ ấy thì thực sự các chị đã em vượt được giá nó rẻ. Giá rẻ và chất lượng nó vẫn thế. Mà giá nó cái rẻ cực kỳ luôn. Tí em lên luôn nhá. Bây giờ em lên tiếp cho các chị một cái mã đây, cho em một mã áo phông cổ với áo phông cổ tròn với. Từ từ lên phông cổ tròn đã. Bộ em mặc là 239.000 đồng. Ôi sao nó quạt thẳng ra sau vậy? Nó ù, chỉ cho xa xa thôi. Ôi chết rồi. Điện cho anh An và tí nó về mua thuốc cho con bấu của chị với. Hết thuốc rồi. Thao canh mặc có đỏ. Chị ơi còn đỏ size S chị Bùi Thị Vương nhá. Thì vì hàng đấy em chưa bán nữa đâu. Để bán bây giờ nó rẻ quá. Đợt trước toàn hàng hơn 2 triệu, bây giờ bán có hơn 1 triệu. Bộ em mặc toàn bộ chiếc u mì đâu? Cái bộ em mặc đâu ạ? Đưa đây cho em với. Bộ em mặc là chiếc u mì. Đây các bác ơi, toàn bộ của nó là bộ hãng cho em. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó là dòng bộ hãng cho em ạ. Tất cả đều là quần đen và áo một màu. Đấy chứ ạ, quần đen áo màu. Áo gió tí em lên chị ơi. Đấy chứ ạ, các bác nhìn cho em này. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó là hàng cao cấp cho các chị nhá. Toàn bộ hàng cao cấp, các chị comment là bộ 080 ạ, 083 nhà em vẫn còn. Tại vì hàng em bây giờ mới là đầu mùa ấy, thì nhà em vẫn đủ size, đủ số và về bù đủ size số cho các chị yêu. Chị Huy Vấn nhá, chị cứ lên đơn là 083 và kèm số điện thoại cho em. Quần công sở à, rồi ok luôn ạ. Mã này các chị comment là bộ 080 nhá. 080 gọi là em chốt nhiều dã man luôn. Ngày nào cũng phải về bù hàng cho khách. Các chị nhìn cho em cái form dáng của nó nhá. Đấy chứ ạ, lên các chị xem cái form dáng của nó luôn này. Toàn bộ nhà em là chất UBF. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó là dòng chất UBF. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em nhé, 080. Em có size là các chị tầm khoảng là 40 cân đến 65 cân. Từ M đến 2XL ạ. Cứ từ size M đến 2XL các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Quần lửng nhà em còn hết nhỉ? Hình như là quần lửng hết rồi chị ạ. Đây các bác này, lên đơn hàng cho em là bộ 080 cho em màu đỏ ạ. 080 ạ, cho em tông màu xanh. 080 mình học thử một bộ chị xem nào. À, mặc bộ khác đi, mặc bộ màu khác đi. Đấy, màu hồng như nào, hay màu xanh than được. Bộ này có cả xanh cổ vịt mà chị. Thiếu màu xanh cổ vịt rồi. Áo vest có chị ơi, cái gì cũng có, nhưng mà các chị cứ bình tĩnh đợi em với. Đấy chưa, em đang có tất cả là 6-7 màu ấy chị ạ. Màu xanh than các chị này.
Xanh than thì nó là áo màu xanh than và quần màu xanh than. Ôi chị Nguyễn Đức Lợi ơi, cho em số điện thoại em kiểm tra với. Tại vì cái thời điểm bây giờ nó dịch như này, hàng nó đi hơi lâu đấy. Em lúc nào cũng phải báo trên like các chị là xác định mà đặt hàng các chị cứ phải tầm khoảng 5 ngày đi. Để chợ miền Bắc phải tầm 5 ngày, miền Nam cứ tầm khoảng 10 ngày đi ạ. Bác ca hôm nay em không lên được bác ca chị ơi. Để chợ 080 màu đỏ này, 080 cho em màu xanh lá, 080 cho em màu hồng. Đấy chứ ạ, 080 cho em ạ, tông màu xanh than. 080 ạ, cho em tông màu vàng. Các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em nhé. 239.000. Chị ơi, chị Nguyễn Thu Phương comment hộ em là 080 đi. Toàn bộ của hàng đầu mùa. Đấy chứ ạ, chuẩn của nó là hàng cao cấp cho em ạ. Thương thương Nguyên Tú, chị Nguyên đẹp của em với. Đẹp lắm các chị ơi, con tặng 4 chiều. Phong các chị dưới 65 cân đổ về. Phong các chị yêu nhà mình cứ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Chị Huy vấn rồi ok. À, 083 màu xanh và gió 22 màu xanh. Các chị cứ lên theo cái mã đấy đi. Tại vì là bộ nó có mã hàng như thế hết. Các chị nhìn cho em này, toàn bộ hàng của dòng cao cấp cho em nhá. Hàng được đăng ký độc quyền rồi, các chị không phải suy nghĩ luôn. Từng đường kim mũi chỉ của nó xuất sắc. Đấy chứ ạ. Chất của nó là dòng chất bùn ép, chứ không phải là cái chất mà cốt tông rẻ mà mặc nó bị cắn chỉ đâu ạ. Các chị nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra. Có chị nào đã nhận được cái hộp này của nhà em chưa ạ? Các chị vào cho em xin một cái feedback với. Các chị nhà mình vào cho em xin một cái feedback. Các chị nhìn cho em ạ. Từ tác mác này đến cái túi bóng của nó này. Đấy chứ ạ, từ đường kim mũi chỉ luôn. Nó sắc nét này mà các chị. Đấy chứ ạ, đẹp quá chị ơi, em cảm ơn chị ạ. Lên đơn hàng kia là bộ 080 đúng không? Màu xanh cổ vịt này. Xanh cổ vịt thì em đang về bù thêm các chị yêu nhá. Xanh cổ vịt đang phải về bù thêm. Đó, màu xanh lá cho em này. Nghệ An vẫn đi đơn rồi mà chị Thị Yên Cao. Nghệ An em vẫn đi đơn nhưng mà đi đơn vùng xanh nhá. Vùng đỏ thì không đi đơn được ạ. 080m766 cân vừa không chị ơi, chị mặc cho em size 2XL là vừa chị Lương Minh Thúy ạ, thoải mái luôn ạ. Thị Liên Cao ơi chốt đi, tại vì là cái gì nhỉ, ở Nghệ An đi đơn được rồi. Phong có cổ em có. Chị Nguyễn Thanh ơi, chị comment mã này là mã 080 chị nhá, comment đúng theo mã hàng cho em với, tại vì là nhà em có nhiều mẫu bộ lắm mà chị comment là bộ xanh than, nhà em có rất là nhiều mã có màu xanh than cơ ạ. Phong dáng đẹp tuyệt vời luôn. Đấy chứ ạ, quần đấy không phải là quần ống bo gấu nhá. Các chị mặc nó rất là dễ. Chị nào thấp thì các chị cất gấu đi, nó không bị mất dáng. Rồi ok, ngày mai em kiểm tra đơn cho ạ. Đây các chị này, áo đỏ thì viền quần màu đỏ này. Áo màu vàng thì viền quần màu vàng. Đấy chứ, áo màu nào viền quần màu đấy đây. Đấy chưa ạ, riêng màu xanh than thì nó sẽ là quần màu xanh than như thế luôn. Đấy, chị Trương Thị Thương rồi ok, em chốt đơn hàng ạ. 080, cách số điện thoại cho em là các bác nhà mình có đơn nhá. Đẹp lắm ạ, chị Nguyễn Thị Hiền ok, hàng đầu mùa nó rất là cẩn thận luôn ạ, từ đường kim mũi chỉ nhá. Quan trọng là nhận hàng các chị cũng được bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đấy, em bảo rồi ạ, chị nào đa số các chị nào đã nhận được hàng rồi là các chị ưng. Chưa chị nào phản hồi là em ơi chất xấu ấy lấy nọ cái kia cả. Đấy, mình bây giờ mình không mua hàng Quảng Châu thì mình hãy mua hàng của em là hàng công ty. Được chưa ạ? Chuẩn hàng công ty, hàng hãng cho em với. Chứ đừng mua hàng gia công ngớ bẩn mà cái đường kim mũi chỉ nó xấu rồi. Các chị mặc 4-2 lần là cái chỉ của nó nứt ra ấy. Trông nó rất là mất mỹ quan luôn, mình không muốn mặc. Riêng cái dòng này các chị ơi, đẹp lắm các chị ạ. Thị trường đang bán lẻ, nếu mà để vào giữa mùa ấy, hoặc đầu mùa hiện tại là vài hôm nữa ấy, là các chị mua mức giá phải tầm khoảng là 300 mấy một bộ cơ. 350, 320, 350 cơ ạ. Đấy chứ ạ, tại vì hàng này của nó là hàng em bán chạy số lượng. Ưng dã man luôn, sau ơi em cảm ơn chị ạ, chị Hiền Hoàng rồi ok. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đây các chị này, áo màu nào thì viền quần nó sẽ là màu đấy. Áo màu nào viền quần màu đấy luôn ạ. 080 và kèm số điện thoại cho em ạ. À, chị Thúy Hằng ơi, để lại mã hàng kèm số điện thoại cho em mới nhá. Mã hàng thì em vẫn là như thế, tại vì là cái bộ nó có mã như thế rồi. Nên chị nào vẫn nhớ cái mã hàng thì các chị cứ comment mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chất liệu u mì mà chị, cầm nó xuống tay ạ, đã đời luôn. Chất liệu u mì. Lên đơn hàng cho là bộ 080 nhá. Đây em thử cái tông màu xanh lá này các chị này. Toàn màu đẹp thôi, năm nay cái bảng màu của nó rất là xinh luôn. Màu xinh không? Đấy, mặc nguyên cái cây của nó này. Không cần mặc cái quần của nó, tại vì áo của nó sẽ theo cái viền quần của nó sẽ theo áo, màu áo. Có phần nâng mông. Chị Tranh Chu rồi ok, em chúc đơn hàng ạ. Chị ơi cho em cái bộ mới nhá, bộ khóa mới. Bộ mới về ngày nào nhưng có bộ mới về cho các bác luôn. Được chưa ạ? À, chị Nguyễn Thanh rồi ạ, màu xanh là quần công sở, mã 080 rồi ok chị luôn. Đây là quần của bộ màu xanh cho chị này, quần bộ màu xanh, xanh than á. Xanh than đây. Rồi để em thử màu xanh than cho các bác. Đây xanh than đây ạ. À, hôm khác lại ra mua nhà chị tiếp, nay không mua được quần công sở lại thấy tiếc à. À, quần thể thao hết hàng rồi chị, hết sạch quần thể thao.
không còn một cái nào luôn ý. Đây đang tàng chốt có may là màu xanh than. Đây các chị ơi, bây giờ các chị chỉ cần nhìn cái màu thôi em dơ trên like ý. Còn em mặc lên form các chị nhìn cho em biết là cái form dáng của nó như thế nào rồi. Thế chứ không cần phải mặc hết các màu đâu, thì mặc hết các màu rất là mất thời gian. Đấy bác nào chốt màu xanh than các bác lên đơn nhá. Lên form nó cực đẹp luôn. Thế chứ không bị rộng quá mà không bị gọi là nó khó chịu quá. Như cái bộ này các chị bây giờ về là các chị mặc được luôn là hợp lý nhá. Đấy chị bằng Nhung à, bằng Nhung comment mã hàng chị là 080 chị nhá. Chị Nhiêu Nguyễn comment hộ em là mã 080 ấy chị ơi. Các chị phải comment đúng mã hàng cho em với, tại vì tí em sẽ lên rất là nhiều mã bộ cơ, chứ không phải như em có một mã này đâu. Thì bây giờ các chị phải comment đúng theo mã hàng thì ngày mai nhân viên mới chốt đơn đúng được. Bộ này là 239.000 đồng các chị ạ. 239.000 chị Thúy Hằng nhá. Chị Nhiêu Nguyễn comment lại mã hàng cho em là 080 chị ơi. 080 kèm số toạn đêm thử các chị xem một cái bộ màu xanh than các chị này. Em bảo rồi, chất phê đét luôn mà form dáng nó đẹp. Chị 44 cân mà size M cho em chị ơi. 44 cân có size M chị vừa. Thoải mái luôn. Em bảo rồi có size các chị cứ từ trên 40 cân mà chị. 40 cân đến 65 cân. Chị Đức Phạm ơi có vừa. 239.000. Cái trạng hàng đầu mùa, chất đẹp, hàng toàn bộ hàng của là hãng công ty cho em, nhưng các chị không phải suy nghĩ đâu. Chất nó đẹp với lại là bọn em chạy số lượng lúc nào giá cả nó cũng hợp lý. Nó không bị gọi là đắt so với lại cái giá bán lẻ. Đấy, các chị nhìn cho em bộ màu xanh than này. Cứ dưới 65 cân em chốt đơn nhé các chị nhá. Thoải mái cho em ạ, dưới 65 cân. Các bạn nhìn cho em ạ, tông màu xanh than này. Như cái dòng bộ các chị mặc nó nhẹ nhàng. Đó, chị Bằng Nhung có, chị Lương Minh Thúy có, chị Thúy Hằng rồi ok em chốt đơn. Các chị ơi, hàng đầu mùa ấy, chất nó sướng lắm, sờ nó xuống tay các bác ơi, không có một đường may lỗi luôn. Làm rất là cẩn thận luôn ạ. Chứ vài hôm nữa mà vào đại trà ấy, vào mùa rồi xong là hàng nó ra đại trà thì nó sẽ không được chuẩn như cái hàng đặc đầu vụ đâu các chị nhá. Hà Nội Phạm Thị Lạng bạn Phạm Thị Lan Khanh ạ. À? Hà Nội vùng xanh nhà em vẫn ship bình thường chị ơi. Chị Lê Hiền rồi ok chốt đơn ạ. Em đứng bóng điện cho rõ màu. Chị ơi, đây. Đấy chị ạ, màu xanh than đây chị này. Xanh than đây. 48 cân, 1m55. Ôi chị Hà Minh Nguyễn mà em chốt đơn đâu chị, em báo rồi đây chị. Cái bộ mà 083 em lấy chị size M là size bé nhất. Còn cái mã bộ, những cái bộ nào size bé nhất thì em lấy cho chị. Ví dụ như bộ đánh từ size L đi lên thì em lấy chị size L. Bộ nào đánh từ size M lên thì em lấy cho chị size M. Đấy, em báo chị ở trên live đây, à ở trên tin nhắn thôi chị ơi. Chị Nguyễn Hải rồi ạ, chị Mỹ có ạ, chị Ma Thị Đàng chốt đơn ạ. Chị Phạm Ngọc rồi ok. Cái bộ này em không biết là nó có cái sức hút gì mà em về lần nào cũng bị hết hàng. Biết chưa ạ, ngày nào cũng phải về bù sai cho khách hàng. Em nghĩ là cái form dáng nó đẹp đúng không ạ? Cái màu sắc nó đẹp. Và toàn bộ cái chữ đằng trước là chữ theo ấy các chị nhá. Cho nên các chị giặt máy thoải mái. 48 cân, 1m55 tùy chiều cao của chị. Chị ơi, bộ này nó đánh từ size L đi lên để chị mặc size L chị nhá. Còn bộ nào đánh từ size M thì chị mặc size M cho em. Nó tùy từng cái form bộ chị ơi. Tùy từng form cho em với, chứ không phải bộ nào mà các chị cũng theo cái kiểu là dập khuôn mà các chị phải mặc size này, các chị phải mặc size kia. Đấy, nó tùy từng bộ người ta đánh hàng, đánh size. Tùy từng xưởng chẳng hạn như thế, chứ không phải là xưởng này nó đánh size giống xưởng kia. Áo bên trong có bán chị ơi, Trần Tuyến áo bên trong bán bao tiền? 70.000 à? 70.000 cái áo 2 giây. Đấy chị ạ, 70.000 áo 2 giây của nó là chất của nó là chất thun lạnh. 2 tuần chưa được hàng, chị Thu Hà Nguyễn cho em số điện thoại em kiểm tra đơn nhá. Áo phao đằng sau á, bao nhiêu đấy Loan chị ơi, hàng đấy sale 1,5 triệu chị ạ. Ok chị Hà Minh Nguyễn nhá. Đâu hôm nay có một bộ khóa hôm nay mới về. Em bảo rồi cứ ra mẫu nào mới cả là nhà em có luôn. Cứ mẫu nào mới ra là nhà em có luôn. Cái hàng này mới tinh mình tình luôn ạ. Bộ này sẽ có size các chị dưới 65 cân như chị Lan Đào ơi. Có size các chị mình dưới 65 cân. Tiếp theo. Thấy chưa ạ? Tiếp theo luôn ạ. Đẹp nít nách luôn. Mà bộ toàn bộ mã mới. Cứ ra hàng công ty ra hàng một phát là nhà em có. Cứ công ty có hàng là nhà em có. Thấy chưa ạ? Bộ này vừa về em thề luôn. Các chị ơi cầm này các chị này. Nó nặng tay. Bộ này là mã B46. Thấy chưa ạ? B46 giúp em với các bác nhìn cho em ạ. Toàn bộ các chị nhìn cho em từ cái khóa của nó này. Nhìn cho em ạ, thẩm qua từ cái khóa cho em nhá. Toàn bộ của nó là dòng bộ hãng cho em. Đấy chưa ạ, nhanh tay giúp em với. Tại vì mã này nhà em về đầu tiên nhá. Mã này nhà em đầu tiên mới có. Mặc ôi, nhìn cái chun của nó này. Các chị nhìn từ cái chun của nó cho em ạ.
Theo cho em các bác nhá, theo cho em này. Ôi chị cũng tìm cũ lâu lắm mới thấy chị luôn ý. Em thế, trời ơi. Phong bộ dã man nhờ. Thầy từ xe lờ đi lên đúng chị? Từ xe lờ lên đúng không? Hả? Từ xe lờ đi lên hả? Từ xe lờ 45 cân đổ lên nhỉ? 45-46 cân. 45 cân thì chiều cao chị ạ. Các chị comment cho em cái mã này là mã bộ B46 các chị nhá. Quá siêu đẹp luôn. B46. Bộ này vừa mới về lúc chập tối. Vừa mới về xong. Bộ B46 vừa mới về xong. Bộ khóa để chạm bộ một bộ set khóa cho em ạ. Dòng cao cấp các bác cho em xin một nút chia sẻ, một nút thả like với. Chị thử mã đấy, em xem chị ơi đây. Em phải mặc thử mã mới về, em phải mặc thử hết cho các chị xem cái form dáng của nó. Vừa các chị nhận hàng các chị kiểm tra chất lượng nhá. Để chạy nhận hàng kiểm tra chất lượng cho em ạ. Bộ này khách hàng lên đơn hàng cho em là mã gì nhỉ? B46 ạ. Ủa đẹp quá này các chị này. Màu đẹp đẹp này. Màu nào cũng đẹp. Trời ơi, màu xanh cho em ạ, màu xanh này. Màu đỏ. Để chạy màu này là màu than các bác nhá. Màu bên mặt của nó sẽ là vàng pha với màu xanh than. Bên cái phần thân dưới của nó là màu than, còn bên trên là pha vàng. Được chưa? Bên trên pha vàng, còn bên nào gọi là màu cam đi. Cam. Màu cam của cam đất ý, không phải cam tươi đâu ạ. Đẹp nhờ. Để em xem nào. Bộ này của nó là hàng nhập vào đắt hơn đấy, tại vì nó dày hơn. Nó dày hơn đấy. Nó dày hơn các cái loại mình về ở trước. Hàng hôm nay mới về và hàng mới ra. Mẫu mới, mẫu mới nhất luôn. Đi với giày thể thao cũng đẹp này, đi với giày cao gót cũng đẹp. Nói chung là rất là dễ phối đồ, rất là dễ phối về các loại giày dép. Lên mã này cho em là mã gì nhỉ? Chị ơi cho em bộ đấy từ B46. Em tặng các chị 309.000. Em thề luôn ạ, các chị đi ra ngoài mua không dưới 400.000. Đấy chưa ạ, mua không dưới 400 mà em tặng khách hàng ngày hôm nay là 309.000 một bộ. Không đẹp các chị trả lại em. Đấy chưa ạ, không đẹp các chị nhà mình trả lại cho em luôn. Lên đơn hàng kia là bộ gì ạ? B46. B46 bằng cách số điện thoại cho em ạ. 309.000 đồng một bộ. Ê ôi, bộ nó dày dặn, nó đanh chất lắm các bác ơi ạ. Không bị gắn chỉ một tí nào. Em thề luôn này các chị này. Năm nay cái bảng màu của nó đẹp quá. Được chưa ạ? Năm nay cái bảng màu của nó đẹp dã man luôn các bác ơi. Lên đơn hàng cho là bộ B46 các bác nhá. Em là có là size L, 1XL với 2XL ạ. Không, các chị 45 cân đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về nhận đơn. Mẫu này nó chỉ về được mẫu thôi, không còn ngày mai mới trả hàng. B46 chị ơi ạ. B46. Đẹp long lanh này. Tất cả cái này chữ này chữ theo cho em ạ. Đây các bác này, cho các bác xem gần luôn cái đường kim mũi chỉ của nó nhé. Xem gần từng đường kim mũi chỉ. Bộ này nhà em về đầu tiên còn chưa ai có cơ. Thế luôn các chị là bộ này nhà em mới ra đầu tiên, nhà em nhập trước còn chưa ai có mẫu này. Đấy, các chị tham khảo tất cả cái like của buổi tối hôm nay xem đã ai có mẫu này chưa ạ. B46 cho em với ạ. Đấy chứ ạ, 309.000. Siêu cấp cho em với ạ. Đấy chứ ạ, bộ em mặc là màu than đi các chị nhá. Màu than của đây là màu cam đất. Đấy chứ ạ, màu cam đất cho em ạ. Đây là tông màu đỏ ạ. Áo màu đỏ thì cái viền quần của nó sẽ là màu đỏ như này các chị nhá. Áo màu đỏ cái viền quần nó sẽ theo tông màu như này luôn ạ. Đấy chứ ạ, màu xanh này chỉ về được size XL trước thôi. Ngày mai mới trả hàng. Màu xanh em mới về bù được size to thôi, chưa về được size bé. Được chưa ạ? Chị Đinh, chị Huế có ạ, chị Loan Thanh ok ạ. Để chị mặc màu xanh cho, tại vì là màu xanh size to hơn. B46 cho em với ạ, 309.000. Em bao giá toàn quốc luôn nha các chị. Được chưa ạ? Em bao giá toàn quốc luôn. Năm nay bộ nhập cao cực kỳ luôn ạ. Năm nay bộ nhập cao cực kỳ luôn. Đấy các chị nhìn nó bảng màu, mọi năm mà không có những cái màu như này đâu các chị. Năm nay em thấy màu nào cũng đẹp. Đấy, nó ít màu thôi nhưng mà toàn màu đẹp thôi ạ. 4 màu vụ khóa cho em với. Đây là màu xanh lá cho em nhé. Màu em mặc là màu xanh than này, xanh than pha vàng. Đó, xanh than pha vàng, còn đây em gọi là màu xanh lá đi. Đấy chứ, em gọi màu xanh lá. Bộ B46 ạ. B46 kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó giống chất u mì ép nha các bác nhé. Co giãn thoải mái. Đấy chứ, chất u mì ép co giãn thoải mái luôn ạ. 309.000 đồng một bộ. Trời ơi, giá chạy số lượng các bác luôn này. Đẹp quá này các chị này. B46. Mặc đen đi em, làm gì có đen chị, nó chỉ có như thế này thôi. Đấy chứ ạ, nó chỉ có phần dưới màu đen cho em như này. Đấy, phần thân trên của nó sẽ pha xanh nhá, pha đỏ. Đấy chứ ạ, pha xanh, pha đỏ, pha cam. Còn cái màu xanh than nó sẽ pha vàng. Xanh than pha vàng cho em với. Đấy, chị Ngô Yến có đơn ạ. B46 màu vàng là bên dưới nó đã sẽ pha xanh than đấy các chị nhá. Áo thông ơi, 68 cân là có đấy chị ơi. Em thử cái màu xanh như các bác luôn này.
màu xanh thì riêng cái màu than thì nó sẽ là quần màu than. Đấy, còn tất cả các loại thì quần màu đen hết. Tất cả các màu khác thì quần màu đen. Đây các chị này, cái màu này em còn chưa có hàng cơ ấy. Ngày mai mới phải trả hàng, ngày mai mới bù hàng. Đây ạ. Đây, size này thì em nó về được size to trước nên nó sẽ hơi bị rộng, em mặc hơi bị rộng. Đây chị, các bác lên đơn hàng cho em nhé, 309.000. Em bảo dối nhận hàng không đẹp trả lại em. Nhận hàng không đẹp trả lại cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho là bộ B46 ạ. B46 màu em mặc là màu xanh lá. Màu em mặc là tông màu xanh lá. Các chị lên đơn hàng cho em một kèm số điện thoại ạ. Màu xanh lá cho em này. Đẹp quá các bác ạ. Thực sự luôn ạ, màu này màu xanh lá nhé chị nhá. Chị bây giờ các chị chốt đi, tại vì hàng mới về lúc nào nó cũng gọi là giá tốt. Được chưa? Giá tốt và đủ size số, hàng về bù được liên tục, chứ còn vài hôm nữa thì lúc đấy là tất cả các chủ buôn người ta bắt đầu nhập hàng thì nó sẽ không còn đủ size đủ số nữa đâu. Đấy mà giá bán lẻ nó cao chứ không có rẻ đâu ạ. Giá bán lẻ cao lắm. Các chị mua ít nhất phải tầm khoảng là 430, 450. Có chị còn mua 500.000 bộ này ngoại trường cơ. Em nói thật, những cái hàng này không có rẻ các chị nhá. Những cái hàng hãng này không có rẻ đâu ạ. Chị đang la rồi, ok chốt đơn ạ. B46 này 309. Đó, cho em xin nước với. Đẹp nhỉ. Mặc cái form này không muốn tháo ra luôn ấy. Mét 6 mặc quần không cọc chị ạ. Quần đẹp đấy. Đây các chị này, vừa phải luôn. Em mặc đến mắt cá chân em còn 1m58. Em mặc đến dưới mắt cá chân một tí. Rồi chị Đỗ Loan nhá, chị cứ lên số điện thoại đi. Chốt đơn lên số điện thoại để nhân viên em chốt. Ngày mai các bạn sẽ gọi chốt đơn ạ. Màu nào cũng đẹp. Để chạm màu nào cũng đẹp luôn. Đấy, mình thấy lên form đẹp này kiểu gì ngày mai có người bắt trước. Kiểu gì có người bắt trước mẫu này cho mà xem. Đấy chưa ạ? Cái khóa này các chị này. Đấy chưa ạ? Xịn sò luôn các bác nhá. Cái khóa nó rất là cứng luôn, chứ không phải cái khóa nó mỏng tèo mà các chị cầm vào tí nó đã cong đâu các chị yêu. Đấy chưa ạ? Chị Đỗ Loan rồi, ok. Nhưng em không bán đồ nam, chị không có thời gian để bán đồ nam ấy chị ơi. Nguyên bán đồ nữ đã không có thời gian mà chốt cho khách rồi ý. Lấy đâu thời gian bán đồ nam nữa chị. Đây ạ. Chị mau bé rồi, ok em chốt đơn ạ. Đây bác nào lấy màu cam các bác lên đơn hàng này. Cam đẹp quá này nhở. Đấy chị ạ. Màu cam xinh chưa. Chất này các chị này. Dòng của nó là UMS các bác nhá. Mét 7 à. Mét 7 thì chị mặc hơi ngắn một tí chị ạ. Mét 7 mặc hơi ngắn. Đi giày thể thao cũng đẹp. Nói chung là các chị ơi, mặc cái dáng thể thao các chị đừng mặc quần nó dài thùng tình quá. Các chị mặc nó phải trên mắt cái chân nó mới đẹp. Em khi em mặc đi, em mặc cái quần này em phải cắt nó ngắn ngắn đi. Đấy, thì kiểu dáng quần quần kể cả quần baggy như thế, các chị cắt ngắn ngắn đi thì trông lúc nào các chị trông nó cứ dáng cái form nó cũng trẻ trung ạ. Nó hách dáng cực kỳ luôn. Đây các chị nhá, lên đơn hàng cho là bộ B46 tiếp theo ạ. Cho em xin bộ khóa nửa, hôm nay khách hàng hỏi nhiều bộ khóa nửa. Ồ, bộ quang. Cái bộ khóa nửa tiếp cho các chị luôn, lên luôn này. Quang quang. Thêm màu vàng cái. Màu vàng ở dưới thì hôm nay có về bù thêm màu vàng ấy. Ok chị Trần Thị Thùy. Ở bên góc bên này này chị này, góc này này. Đấy. Cọc dưới cùng cái kia nó còn nguyên cọc dưới đấy. Rồi ok luôn ạ, à. Chị Nguyễn Mến nhá. Áo ren này là mã gì nhỉ? Các chị comment là áo dây 1 cho em đi ạ. Áo dây 1 và kèm số điện thoại cho em ạ, 70.000. Tất cả nó là dòng chất thun lạnh các bác nhá. Dòng chất thun cho em. Áo dây lên đơn hàng cho là dây 1 ạ. Bộ em mặc bao nhiêu? Bộ em vừa mặc xong là bộ B46. B46 là 309.000. Tiếp theo đây các chị, bộ này các chị này, bộ này là bộ khóa nửa, cũng là cùng hãng các bác nhá. À cái này là hàng của hãng Asana. Bộ này là có đến size 2XL cơ, trên 40 cân. Chị Phạm Linh Đan rồi, ok cho đôi B46 vàng xanh than, ok chị luôn là 65 cân, chị cứ lên trên là size 2XL ạ. Bộ vest em chưa chị ơi. Ôi dồi ôi sao mà nó đẹp quá vậy trời. Đủ chưa? Đẹp quá này. À này cao 1m5 mấy? 1m55. 52 cân. 52 cân là size M được. Ta chuẩn thì vẫn là size S. Hàng này đánh từ size M, có đánh size S đâu.
con này chốt cho các chị từ 42, 43 cân trở lên thì được thoải mái, thì nó có phân mờ. Đây ạ, bộ này chị nào chưa chốt đầu hôm nay nhanh tay, tại vì em gần hết rồi ạ. Đây, các chị thích các chị kéo lên cũng vấn đề. Các chị đang hỏi hai bộ bị xích không nhỉ? Em thật sự luôn ạ. Ngày mai các chị nhiều khi là các chị cứ bảo là miễn ship không, tại vì em bán rẻ em không miễn ship đâu. Ở chợ em lại bán rẻ em không miễn ship được, tại vì là cước bọn em bù vào đã cao rồi ấy. Cước đợt này kiểu là toàn bộ hàng phải gửi theo cước chuyển phát nhanh, cước nó rất là cao luôn, nó không như mọi khi đâu. Như mọi khi nó mà không có dịch giã thì em miễn ship thoải mái cho các chị được. Nhiều đợt này dịch thì hàng đi chậm hoặc là cước cao nữa, các bác thông cảm giúp em ấy nhá. Nghĩa là mình mặc đẹp chứ tiếc gì 30.000 tiền ship à chị. Thì chẳng, các chị mua ngoại trường, các chị được mua gọi là rẻ hơn phải đến gần 100.000 một bộ rồi. Các chị miễn ship với em bán tăng lên 10.000. Bây giờ mà các chị thích miễn ship em bán tăng thêm mỗi bộ 10.000 hay 15-20.000 em miễn ship thoải mái. Nhưng mà em không thích thế, em muốn bán theo nó chuẩn giá cơ. Em muốn bán theo chuẩn giá. Bộ này là 083. Các chị comment cho em bộ này là 083 này. Bộ này có từ size M lên đến 2XL. Nó có 4 tông màu. Màu hồng em đang mặc này, đây là màu xanh này. Đấy. Đây là màu đỏ và chị mặc màu vàng. Con này đẹp không? Chị Loan Phạm ơi, em ở Tuyên Quang nhá. Tuyên Quang City. Bộ này là mã 083 đúng không? 083. Phải 083 không? Phải. Hôm nay khách hỏi mã 083 nhiều mà bây giờ nhé, em nhiều mã mới không nhớ được. Bây giờ các chị phải comment đúng mã hàng cho em với ạ. Mã hàng thì là 083. Bộ em mặc cả tông màu vàng nhé. Bộ này là bộ khóa nửa cho em ạ. Bộ này của nó là dòng khóa nửa, toàn bộ là dòng của hàng hãng các bác nhé. Màu 4 màu đúng không? 5 màu à? Có 4 màu chị ạ. 4 màu à? 4 màu đó. Vàng, đỏ, xanh, hồng đúng không? Vàng, đỏ, xanh, hồng, 4 màu cho em với. Dễ mặc lắm. Được chưa? 4 màu dễ mặc luôn. Các chị yêu lên đơn hàng thì là bộ này là bộ 083 nhé. Bộ 080 màu vàng xanh mờ à? Bộ này lên đơn hàng thì là 083 rồi, ok chị Khanh Khanh ạ. 080 màu vàng xanh mờ vẫn còn. Còn 083 269.000. Ok chưa ạ? Thôi được rồi ạ, chị nào mua 3 bộ em miễn ship được chưa? Em chiều ý hết cỡ luôn đấy ạ. Đấy. Chị, em chiều khách hết cỡ luôn. Cứ 3 bộ miễn ship. 3 bộ miễn ship được chưa ạ? 2 bộ vẫn phí ship 30.000. Đấy. Các chị nghe rõ dụ em với nhà mai, chị nào mua 3 bộ thì em miễn ship. Chị nào mua 2 bộ vẫn là phí ship 30.000 các tình yêu nha. Các chị nhá. Ba bộ miễn ship. Em cứ kiểu là em tùy cảm ứng thôi ấy. Thế nhá, các chị này, bộ 083, bộ em mặc là tông màu vàng nhá, vàng pha đen. Đấy chị ạ, màu vàng pha đen, kéo cao cổ các chị ơi, thời tiết các chị này, bây giờ bắt đầu xe lại các chị mặc cho em những cái bộ này là hợp lý nhất luôn. Đấy chị ạ, tại vì nó không quá dày mà không quá mỏng. Đấy chị ạ, toàn bộ của dòng thu đông cho em ạ. 65 cân có vừa mà chị gái, từ khoảng là 40 đến 65 cân. Mã này lấy từ size M đến 2XL ạ, 40 cân đến 65 cân đổ với các chị thoải mái cho em ạ. Toàn bộ của nó dòng chất co giãn. Được chưa ạ? Thoải mái các chị trên 40 cân mặc vừa. 269. Chị Hồ Lan ơi, chị ưng mã nào để lại số điện thoại, bên nhân viên em sẽ có các bạn tư vấn chọn size chị vừa nhá. 0083 0083 kèm theo số điện thoại ạ. 083 lên đơn hàng cho em. 269 các chị nhá. 269.000. Để chị ạ, 269.000 đồng. Đầu mùa các chị cứ làm 3-4-5 bộ mặc. Được chị ạ, giá đẹp, chất đẹp luôn ạ. Chị ma thơm rồi, ok, chốt 083 màu vàng. 50 cân, 1m55. Eo 70, mặc bộ B6, chị mặc size L đẹp nhất luôn. Được chị ạ, chị mặc chuẩn size L cho em là ok. Đấy, mà 50 cân, 1m55 ấy. Eo 70, cũng eo nhỏ, không phải eo to đúng không? Eo 70 chị eo nhỏ đấy, không phải eo to đâu. Eo 70 là bé em, eo 74, 76 này chị này. Thoải mái chị mặc size L chị Hồ Lan nhá. Chị Thanh Xuân ok chốt 083. Bộ cổ tròn tí em lên nữa chị ơi, chị Thúy Hằng rồi ok, chị ơi chốt đơn ạ. Chị Nguyễn Hương có mã hàng 083 đấy các chị này. Toàn bộ của hàng đăng ký độc quyền rồi, các chị không phải suy nghĩ chất lượng. Các bác nhận hàng các bác cứ bóc hàng ra kiểm tra. Được chưa ạ? Bóc hàng xem thoải mái cho em ạ. Chất lượng em hỗ trợ đổi nha các chị nhá, tại vì hàng này như em mới là đầu mùa nên em nhập số lượng cho các chị cho nên là nó có đủ size đủ số. Các bác gửi chật hay rộng các chị gửi lại bên em đổi hàng cho các chị gửi được ok chưa ạ? Có say các chị 65 cân là chị Thắng Nguyễn Tiến ơi. Bộ em mặc là bộ này lại không có xanh than mà chị gái ạ. Không có xanh than. Chỉ có màu vàng này. Màu vàng, màu đỏ, màu hồng, màu xanh. Vàng, đỏ, hồng, xanh ạ. Đây các chị này màu đỏ đây. Màu đỏ thì cái viền quần nó ấy, đưa cái viền quần cho khách xem ấy, nó sẽ là viền quần đỏ. Đấy. Được chưa ạ? Xịn sò chưa?
Bộ này chưa có kiểu quần bo chị ạ. Tất cả đều là quần kiểu ống suông cho em ý. Em không thích mặc quần ống bo mấy đâu. Hôm nay các chị bảo là quần em toàn quần ống suông mà đúng không đấy? Đa số là quần ống suông. Tại vì là cái dòng này các chị dễ mặc. Chị nào cao thì các chị vẫn mặc thoải mái, mà chị nào thấp thì các chị cắt gấu đi nó không bị mất dáng. Chứ nhiều khi cái ống bo gấu mà các chị mặc dài quá thì các chị cắt gấu đi nó sẽ bị mất cái dáng quần, nó không được lên đẹp ý. Chị Nga Nguyễn rồi ok, chị Nguyễn Thị Hiền rồi ạ, chị Hồng Lê có đơn hàng ạ. Chị 68 cân thì không vừa chị ạ. Em sợ mặc kích quá thì nó sẽ bị là nó sẽ bị nứt chỉ ấy. Đấy mình mặc cho nó vừa thôi ạ. Hôm nào em sẽ về cái bộ hàng Quảng Châu ấy thì nó sẽ có form to. Hàng Quảng Châu lúc nào cũng có form, các chị tầm khoảng là 70 75 cân ấy. Thì lúc đấy chị chốt nhá. Chị Nguyễn Thị Hiền rồi ạ, 55 cân 1m60. Bộ này 55 cân 1m60 là chị mặc size L là ok luôn. Đấy, nhân viên em tư vấn cho các chị gọi là rất là cẩn thận luôn ạ, các chị yên tâm luôn ạ. Giá cả không phải nghĩ, để chạy chất lượng không phải lo. Nhân viên tư vấn các chị rất là sát với cân nặng chiều cao, các chị không phải suy nghĩ tí nào. Nhận hàng các bác cứ bắt hàng kiểm tra. Chị Hà, chị Bảng Đại Gia ơi, chị Đại Gia ơi, bây giờ đơn hàng em không thể nói trước được hành trình là các chị là trong bao nhiêu ngày các chị nhận được hàng. Tại vì là dịch giã này hàng đi rất là chậm. Đó, các chị thông cảm giúp shop với em, muốn các chị là ngày hôm nay, tối hôm nay các chị nhận đặt hàng ấy, sáng ngày mai các chị đã nhận được hàng rồi. Đấy, em muốn mong các chị nhận được hàng nhanh hơn ấy, là các chị mua hàng em ấy. Đấy chứ ạ, các chị nhanh nhận được hàng thì em mới có tiền đúng không ạ? Em mới có vốn quay vòng chứ. Nhưng bây giờ rạch rã tình hình chung rồi thì cũng cố gắng hết sức thông cảm cho các chị yêu nhá. Chị Nguyễn Liên rồi, ok chốt B46 ạ. Bộ này là 269.000, chị Lai Nguyễn nhá, 269.000 đồng ạ. Cao 1m58, nặng 52 cơ mà say nào. Chị ơi, nó tùy vào cái vòng eo của chị nữa. Đấy chứ ạ. Chị nếu mà chị gọn như em thì mặc size M. Nếu mà người chị gọn chị mặc size M được, mà người chị làm bụng to bụng sổ ấy để chạm hoặc là bắp tay to các chị mặc size L. Nói chung là ngày mai thì các bạn sẽ hỏi các chị cần được kỹ về cái cân nặng chiều cao với lại là cái form vòng 1, vòng 2, vòng 3 các chị nhá. Chị Nguyệt Nội rồi ok. Nguyệt Nội chị mặc size L. Để chạm tùy form, mã nào đánh size L nhỏ nhất thì chị mặc chép XL. Để chạm mã nào đánh từ size mới lên thì chị mặc size L. Chị là Thị Phúc Lê, 55 cân mà cao 1m58, người thì cũng dễ mặc lắm. Không phải khó mặc đâu ạ. À khoác sau á, như vậy à. Khoác sau á, khoác nào chị? Chị Phương Nhiên để lại số điện thoại chị. Đây chị nào chốt màu xanh lá các chị lên đơn hàng ạ, cho em xin một mã cột tròn nữa chị nhé. Bề mã cột tròn, mã nào có số lượng ấy? Chữ B đúng không? Đưa cho em chữ B cột tròn. Số lượng nhưng không có form nhẹo đâu. Tôi qua đặt hàng mà chẳng được vụ nào chị. Chị Nguyễn Hương đặt cái gì thế? Đơn tối qua em chưa gọi chốt xong đâu ạ. Còn bề, còn nhiều. Đa số là form to. Đây chị nào chốt màu xanh lá các chị lên đơn hàng mã này. Xanh lá cho em ạ. Bộ này là 56 cân có vừa chữ ơi nhà em. Các chị nghe rõ cái cân nặng của em với. Bộ này sẽ có size các chị 40 cân đổ lên đến 65 cân đổ về. Cho nên là các chị cứ trong khoảng cân đấy các chị chốt. Cứ trong khoảng cân đấy các chị chốt cho em. Còn dưới 65 cân thì em không, à trên 65 cân thì em không có size vừa. Em báo cái cân nặng như thế rồi chị 56 cân thì chắc chắn là chị có size vừa rồi. Xanh đứng với đỏ đẹp không? Đây màu xanh đây ạ. Màu xanh thì viền quần nó là màu xanh các bác nhá. Xanh viền quần xanh cho em. Đấy chứ ạ, xanh viền quần nó sẽ là màu xanh nha các chị này. Chị ơi chị đừng hỏi em cái cân nặng chiều cao của từng chị như thế này. Em làm sao em chắc chắn là em trả lời cho các chị được. Ngày mai các bạn nhân viên nhà em sẽ là tư vấn cho các chị sau nhá. Còn bây giờ em chỉ mặc mẫu ở trên live và báo cân nặng chiều cao thôi. Chứ còn em mà tư vấn cho từng chị một thế này thì làm sao em like được mẫu khác à chị ơi. Các chị yên tâm là các chị cứ để lại số điện thoại, các bạn nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho chị sau nhá. Đấy, chị... mã hàng cho em với mã 083 là mẫu em mặc đây ạ. Đấy chứ ạ, 083 em có 4 màu và để lại số điện thoại cho em, ngày mai các chị chọn màu nào các chị báo nhân viên. Đấy chứ ạ. Đặt hàng rất dễ thôi, có nhiều chị bảo em ơi đặt hàng em sao khó thế. Đấy, đặt hàng chặn lại số điện thoại. Thế mà đặt hàng thì comment sai số, xong là gọi điện thì thuê bao không nghe máy. Thế làm sao mà lại kêu là nhà em đặt hàng khó đúng không ạ? Các chị nhà em mua 3-4 năm nay rồi các chị vẫn mua bình thường con sao đâu. Đây các bác này. Đấy chứ ạ. Quần Q1 nhà em đang bề thêm. Bây giờ hiện tại em chỉ còn size bé. Áo 2 dây bên trong em có chị Hoa Hồng nhá. Em qua mẫu này. Em qua mẫu bộ cổ tròn tiếp ạ. Bộ này như bộ kia. Size số đủ không chị? Thế đấy vẫn còn size mở đấy chị. Bộ đấy không còn size. Thế đưa cho bộ em bộ chữ B, em nghĩ bộ chữ B vẫn còn nhiều. Mình chặn lên bộ B luôn ạ. Hết xanh tính xanh, khách ôm hết rồi chị Thùy ra rồi. Bộ Quảng Châu khách nhà em ôm hết rồi, không còn một bộ nào luôn ạ. Tiếp đây sẽ tới một bộ nào. Thích mặc bộ nào. Tới thích mặc bộ nào thế mặc. Bộ này có đúng không? Đây cho chị này. Có rồi ạ, nó để nhập cùng.
cái viền này nó toàn màu be thôi chị ạ. À ừ, em nghĩ thế nó mới mặc dễ các loại áo. Đấy, nó còn màu be thôi. Chỉ có ăn cái lớp hàng thôi. Ăn cái lớp hàng. Đấy. À em có thì chị có lưu địa chỉ, nhưng mà các bạn nhân viên thì chỉ có mấy 2-3 bạn giải quyết đơn hàng thì mới có cái ad với lại có địa chỉ khách thôi, còn các bạn nhân viên chốt đơn mới thì không có địa chỉ khách hàng nhà em nhé các chị nhé. Trời ơi, mỗi lần chốt đơn thì cứ xin địa chỉ cho nhớ nhau ấy chị. Chị ơi, chị cho em xin địa chỉ của chị, có vấn đề gì đâu. Địa chỉ có nhiều chị nữa. Nhiều chị chưa mua hàng em bao giờ và chị ơi cho em xin địa chỉ. Cái địa chỉ nó quan trọng như thế hả em? Và không có địa chỉ của chị thì làm sao em giao được hàng? Nhìn nhiều chị cứ chị ơi cho em xin địa chỉ và suốt ngày hỏi địa chỉ. Không thể nhớ được. Không thể nào nhớ được. Khách quen nhà em mua mấy năm thì em nhớ được luôn, nhưng mà có nhiều chị khách mới mua ấy, mới mua hàng nhà em thì em không thể nào em nhớ được. Mà phải mỗi lần lại phải tra app ra, mỗi lần lại phải tra app ra rất là lâu. Nên gọi điện chốt đơn cho chị là xin địa chỉ luôn cho nó nhanh. Đấy nhá. Đấy chị Trần Quyên ok chốt 083. Bộ này là mã bao nhiêu nhỉ? G5 đúng không? Vẫn chốt G5. Rồi. Bộ này các chị lên đơn hàng thì là G5 giúp em với. G5 và kèm số điện thoại nhá. Bộ em mặc là màu xanh cổ vịt. Đấy chứ ạ, bộ em mặc là màu xanh cổ vịt ạ. Các chị lên đơn mã này là G5. Màu xanh cổ vịt và kèm số điện thoại. Cũng có size các chị từ 40 đến 65 cân ạ. 40 cân đến 65 cân nhá. Do nguyên áo tôi còn quần như nhau hết. Bộ này nó ngon. Đấy chứ ạ, đây màu đỏ cho em ạ. Các chị nhìn áo này. Toàn bộ của nó thêu đinh đá. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó dòng thêu đinh đá. Các chị lên đơn hàng cho em là mã này là bộ gì ạ? G5 ạ. G5 cho em màu, em mặc là màu xanh cổ vịt là màu mới nhất của năm nay luôn. Nhìn viền cho em nhá. G5 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Mình áo lấy áo dây nhé. Áo dây chị comment là áo dây 1 đi chị ơi. Áo này các chị comment làm G5 màu đỏ này. Có màu đen nữa sao đúng không? Không có màu đen à? Không màu đen à. G5 cho em màu hồng các chị này. G5 cho em ạ tông màu xanh. G5 cho em màu cổ vịt. G5 cho em tông màu vàng. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Không, các chị cứ từ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Đấy chạm dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Các chị lên đơn và kèm theo số điện thoại cho em nhé. Áo khoác đằng sau chị đang hỏi khoác dài khoác ngắn chị, áo dài áo phao. Chị Ly Nguyễn rồi ok chị này. Xanh cổ vịt là màu em đang mặc đấy ạ. Màu mỗi năm là không có cái màu này, năm nay mới có. Năm nay mới có tông màu này luôn. Ủa có. Đấy, quên bộ đấy nhiều mã bộ quá không thể nào mà nhớ được hết. Đấy bộ đẹp lắm mi các chị ạ. Chất sướng của nó là bộ hàng chất u mì. Bộ này không treo mẫu được không? Chặn u mì cho em ạ, không treo mẫu. À có treo mẫu sao ấy? Không có đâu. Cứ treo được bộ nào nó lấy hết rồi còn đâu nữa. Nó cứ tìm không thấy, già lấy mất. Hay là anh nó treo mẫu rồi. Thôi ạ. G5239 chị ơi, 239.000. Tất cả bộ cổ tròn em một giá là 239.000 đồng. Được chưa ạ, chị Minh Hà rồi ạ. Chị Thơm Phạm có, chị Ly Nguyễn rồi ok em chỗ đơn ạ. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em là bộ này là G5 nhá. Có cả màu xanh lá các chị này. Màu bên ngoài của nó sẽ đậm hơn trên lai một tông. Được chưa ạ, đậm hơn trên lai một tông. Được chưa ạ, toàn bộ của nó hàng hãng chuẩn xịn luôn ạ. 239.000 đồng một bộ. Các chị nhá, toàn bộ hàng đầu mùa. Chị Nguyễn Hương cho em xin số điện thoại với. Được chưa ạ, chị Nguyễn Hương cho em xin số điện thoại với ạ. Chị nào có đơn các chị comment em dồn đơn. Chị nào chốt đỏ các chị lên đỏ cho em này. G5 cho em tông màu đỏ nhá. Bao phê luôn, toàn bộ mã mới đầu mùa. Các chị bây giờ mua về này là mặc được luôn đấy, hợp lý, thời tiết nó se lạnh rồi. Bây giờ buổi tối là lạnh rồi, buổi sáng lạnh, buổi tối lạnh rồi. Các chị mặc cho em những cái bộ này là chuẩn, để chị ạ, chuẩn không cần chỉnh luôn. Có vest chị ơi, có áo vest nhá, tí em lên áo vest. Vest nhà em đầy. Đây ạ, màu đỏ cho em. Chị Hoàng Thị Ngoan ơi, tí em lên áo vest đấy chị nhá. Chị nào chốt màu đỏ các chị lên đơn hàng cho em ạ. Màu đỏ này nó không phải là đỏ chót thường trọt đâu. Bên ngoài của nó kiểu như màu đỏ đỏ rượu ấy. Màu đỏ rượu. Không đỏ tươi quá. Được chứ ạ, không phải đỏ đô mà là cái tông màu đỏ đậm cho em. Các chị lên đơn hàng thì là màu chị Huy Vân chốt màu xanh cổ vịt và xanh lá dồn đơn ạ. Chị nào chốt màu đỏ các chị lên màu đỏ nhá. Còn đây là màu xanh cho em này, xanh là xanh cổ vịt. Có xanh lá này, hồng này, vàng nữa. Xanh lá hồng vàng. Các bác mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. 239.000 ạ.
À, không cọc đi loan rồi, ok chị Hương nhá. Đợi em một tí lên cái bộ khóa này nữa. Bác nào chưa chốt được bộ khóa nhanh tay thì số lượng đây chị này. Đấy chị ạ, nó còn rất ít thôi, không có nhiều đâu ạ. Em muốn gọi là muốn đổi mẫu liên tục cho các chị yêu. Đây mặc bộ gì đấy? Cái này chỉ có size L thôi chị. Size L bộ này khoảng 478 cân đổ lên đấy. Đánh từ size L đi lên. Rồi các chị lên mã này cho em tiếp theo ạ. À, em lên bộ khóa nha các bác nhá. Lên tiếp bộ khóa luôn này. Các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ dòng thương hiệu. Em cứ bỏ ra lẻ ở cửa hàng một bộ nào là khách hàng gọi là cứ chốt bộ đấy đến lấy luôn bộ đấy. Các chị nhá. Em cứ bỏ ra bộ nào là khách hàng chốt luôn bộ đấy. Xem ở trên kia có phải không chị Hoa? Bộ trên kia là mã nào đấy? Hình như là bộ đấy là bộ 45 đúng không? Đây là B45 phải không? Ờ, này bộ, mà, đúng rồi, bộ này là bộ ấy, bộ Asana. Đây các chị này. Bộ này là bộ 011 cho em với. Các chị comment cho em mã hàng này là bộ 011 các chị nhá. 011. Đến nay các chị xem chị phát giá là gì nữa. 011 bên em vẫn 310.000 các chị nhá. Đẹp lắm, nó có từ form size L đến size 2X cho các chị tương đương từ 40 cân đến 65 cân quay đầu tùy chiều cao. Ai 40 cân? 48, 47, 48 cân. Chị mét là 45 cân. 45. 45 đến 45 cân đi. Đúng rồi, 45 đến 65. 45 cân đến 65 cân. Thôi hơi áo gió hồng đằng sau đấy. À, cái đấy còn vẫn còn. Nhưng em không bán đồ nam ạ, nhé, chỉ bán đồ nữ thôi ạ. Ủa, cái mẫu này còn có khóa túi các bác nhá. Có khóa túi cho em ạ. Cái chị này, túi rất là sâu. Nên áo gió đi đợi em một chút nhá tình yêu ơi. Đấy bắt đầu bây giờ bắt đầu là lạnh rồi các chị mới đi tìm áo gió phải không ạ? Chứ mấy hôm vừa rồi hè đang thời tiết đang nóng là em lai áo gió các chị có vẻ rừng rưng nhưng mà lúc đấy nó mới được rẻ. Đấy bây giờ vào mùa đắt lắm các bác ạ. Nhưng may sao là giữa cái thời tiết mùa hè em nhập áo phao để áo gió với áo len về cho nên bây giờ mới có hàng rẻ, chất rẻ, chất hàng đẹp và chất rẻ. À quên. À, chất đẹp và giá rẻ để bán cho các chị đấy ạ. Thế còn bây giờ lại giống bắt đầu đi nhập phao với áo gió với áo len về thì làm gì có giá rẻ nữa hả các chị? Đấy, bảo sao mà giữa mùa hè nhập áo hàng mùa đông. Các chị nhìn cho em này, bộ này các chị lên đơn hàng sẽ là bộ 011 đúng không? 011 và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Hẹn các chị ngày mai em lên Paka nhé. Hôm nay em không lên Paka được. Hôm nay nhà em không có Paka ở đây thì không lên Paka được ạ. Mã này các chị comment là 011 và kèm số điện thoại cho em. 65 cân đổ về em chốt ạ. Dưới 65 cân ạ. Mẫu này các chị tiền nong điện thoại các chị cho túi các chị kéo lên cho em nó không bị rơi. Đó, các chị nhìn cho em nhé. Đẹp hơn hàng Quảng Châu. Em nói thật. Đẹp hơn hàng Quảng Châu luôn. Form đẹp, chất đẹp. Em tặng các chị nốt là giá 310.000. Có chị bảo Loan ơi, chị mua bộ này nhà chị 500. Được chưa? Chị mua ở gần nhà chị 500.000. Em đang có tông màu hồng này, màu vàng này, màu đỏ, màu xanh đúng không? 4 màu. Vàng, hồng, đỏ, xanh các chị lên đơn hàng kèm túi điện thoại cho em ạ. Không 11 nha bác. Chị Long Châu rồi ok. Em có không có cổ, không có cổ nhưng em cũng gọi là một nhà. Nhiều lắm, tí em lên chị ơi. Để chị ạ, hôm nay nhà em về thêm nhiều phong cổ vẻ cổ tròn lắm chị ơi ạ. À, lên bộ 42 tới quay, 42 hôm qua nhà mình còn không? 42 nhà mình lẻ. Còn nhưng mà chị sợ còn lẻ sai thôi. Lên đi chị. Em cứ bán một like là nó lẻ sai mất rồi. Lên chị ạ, bán một like là lẻ sai mất rồi tại vì khách hàng gọi chốt quá dã man. Có từ size L nhưng mà ở đầu mùa, từ đầu mùa cho nên là hàng đầu mùa các chị chốt nhiều lắm. Các chị chốt nhiều lắm. Tại biết chất nhà em rồi các chị cứ gọi là cứ thế là chốt thôi nhưng còn không phải suy nghĩ. Còn giá cả các chị biết là giá cả nhà em gọi là lúc nào cũng giá đẹp cho so các chị ngoài thị trường. Đó các chị comment mãi là mã 011 nhé các chị nhá. 011 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Màu em mặc là tông màu vàng. Màu vàng giúp em nhá. Màu vàng thì áo toàn bộ quần của nó sẽ là màu đen hết. Đây là màu hồng cho em các chị này. 011 cho em ạ, tông màu hồng ạ. Bộ này 75 cân thì không vừa chị Đỗ Hiền ơi. Em chốt đơn các chị tầm khoảng là 65 cân ạ. Áo giữ nhiệt á. Giữ nhiệt, giữ nhiệt hôm vừa rồi em về một chuyến mà bán hết rồi chị ạ.
Em về một chuyến mà hết hàng rồi ạ. Chị Tú Lương rồi, ok, chốt đơn màu vàng nhá. Đây ạ, hồng này, xanh này. Đấy chị nhá, màu hồng với màu xanh cho em ạ. Đủ size, hàng này em về bù được size rồi. Hôm trước mà em đợi luôn cho các chị nào thì ngày mai các chị nhớ báo nhân viên hộ em với, không có lại hết. Đấy chị ạ, 011 cho em ạ, tông màu hồng. 75 cân không vừa đâu chị ơi. Đấy chị ạ, đẹp chưa các chị này? Form nó đẹp hơn hàng Quảng Châu đúng không ạ? Chị Hồng Lê rồi, ok, em chốt đơn ạ. Hồng cho em nhá. Hồng thì cái viền quần nó sẽ là theo màu áo đấy ạ. Cái viền quần màu hồng nó sẽ theo tông màu áo. Bộ này phê lắm, chị nào nhận được rồi các chị cho em xin một cái ý kiến rồi. Nhiều chị nhận được rồi. Nhiều chị nhận được rồi đấy, tại vì bộ này em về đợt đầu hôm đầu tiên nhỉ, em bán bộ là em về bộ này đấy. Đấy, băng nào chưa đặt được bộ này thì nhanh tay giúp em với. Các chị này, em bao các chị chất lượng luôn ạ. Các chị nhận hàng, các chị cứ bóc hàng kiểm tra cho em được chưa ạ? Chị Lựu bên có đơn ạ. Bộ 011 mà kèm theo số điện thoại cho em. Đây màu hồng cho em các chị này. Nó là pha hồng thôi chứ không phải là hồng toàn bộ. Đấy, nó pha cho em ạ, nó pha cho em các chị này. Các chị nhìn cho em ạ, từ cái khóa bộ thể thao này là 310.000 chị Hoa Thủy Tinh ơi, 310.000 ạ. 1m50 44 cân á. 1m50 44 cân. Nó okay. Phải tùy vào cái eo, vòng eo của chị nữa, vòng eo vòng ngực nữa. Chị mua nan nhá. Chị mặc cái bộ quang ấy, bộ quang của quán nửa ấy, bộ 083 ấy thì chị 44 cân thì chị mặc nó sẽ đẹp hơn. Bộ này em sợ rộng ấy. Đó, chị tìm lại có chị Thị Phúc Lê rồi, ok, em chốt đơn ạ. Mã hàng cho là 011 và kèm theo số điện thoại. Em các chị này, viền quần nó sẽ theo màu hồng như thế này nhá. Thì em sẽ mặc nguyên cái màu áo cho các chị dễ nhìn. Bộ xanh thì viền nó sẽ màu xanh cho chị này. Đó, viền quần đây. Cứ áo màu nào thì viền quần màu đấy. Áo màu nào viền quần màu đấy. Áo phao dáng dài có mà chị, như kiểu đằng sau rồi chị ơi. Ủa, chị nhận được hàng chất đẹp, mọi người yên tâm. Nói chung là hàng này em là có cho các chị đồng kiểm, cho nên các chị không phải nghĩ ngợi đâu. Không phải lo là không biết là hàng nhà đứa này nó có đẹp hay không. Đấy, nếu mà không được đồng kiểm thì các chị mới lo, chứ được xem hàng các chị lo cái gì. Đúng không ạ? Mình được nhận hàng, mình được bóc hàng, nó kiểm tra cơ mà. Chứ không phải là đến nơi em bắt các chị lấy luôn đâu, đúng không ạ? Mình được bóc hàng, mình kiểm tra, các chị cứ thoải mái cho em. Em còn ghi rõ ở trên gói hàng là cho khách đồng kiểm. Đấy chứ ạ, hàng nhà này đẹp lắm, khỏi nói. Em cảm ơn chị Nguyễn Hải ạ. Chị Hương Ly rồi, ok. Lấy size của em bằng chị Loan, tại em tặng người giống chị. Chị ơi, chị cứ cho nhân viên để em cái cân nặng chiều cao của chị nhá. Tại vì nhiều chị cứ bảo là lấy cho chị cái bộ giống như Loan mặc ấy. Chị bằng cân của Loan. Thế là bạn nhân viên thì lấy size của em mặc vừa xong đến nơi chị không vừa. Thế là hỏi ra chị bảo chị cao mét bao nhiêu? Chị 54 cân thì chị cao mét 50. Đấy. Như thế thì làm sao mặc vừa cái form của em được, đúng không ạ? Em 54 cân thì em cao mét 58 thì em mặc size L được, ví dụ thế. Nhưng mà chị 54 cân mà chị 55 cân, chị 54-55 cân mà chị cao mét 50, chắc chắn là chị sẽ mặc nhỉnh hơn em một size rồi. Chứ không phải người nào cái cân nặng như thế là chị cũng mặc vừa một size đấy. Em ơi, của áo phao đẹp ngắn hay không em? Đợt này thì nhà em đợt này chưa về nhiều phao chị ạ. Chị Hương Lan Lê nhá. Bộ này là 301 chị ơi, 301 một bộ. Chị Nguyễn Loan rồi, ok. Áo đấy, áo dây mấy màu, áo dây chỉ có một màu thôi ạ. Đẹp quá, bao nhiêu bộ chị ơi? 310.000 chị gái nhá. 310.000 đồng. Các chị lên đơn hàng kèm số. Màu vàng này pha đen nó cũng đẹp với chị này, chứ không phải là vàng hết. Không phải vàng hết cả cây quần vàng áo vàng màu sợ đâu. Các chị nhìn cái bảng màu của năm nay nó rất là đẹp luôn. Toàn bộ nó dòng chất u mì. Đấy. Các chị nào đã nhận được hàng bộ này rồi, các chị cứ vào phản hồi cho em thoải mái đi. Cho khách hàng mua xong các chị lấy động lực của em với. Cho các chị vào mua xong các chị lấy động lực của em với. Chứ nhiều chị là chưa mua hàng em bao giờ hay sao, các chị cứ cảm thấy nghi ngờ đấy. Các chị cứ xem hàng em 1-2 like. Thế chứ ạ, cứ xem nhà em 1-2 like để xem khách hàng vào phản hồi thế nào nhá. Đâu cái bộ khóa của cái hàng Sydney đâu nhỉ? Chị ơi, nhà em có 4 màu. Cởi ra nhanh thế. Nhà em có 4 màu cơ chị ạ. Màu em mặc là màu, em gọi là màu vàng nhá. Vàng pha với quần đen như này. Vàng pha đen. Đấy, vàng pha đen, các chị nhìn cái form bộ này. Không phải em quảng cáo trên line một nẻo mà em gửi cho khách hàng một nẻo đâu. Được chưa? Em mặc một loại chất trên line mà em gửi cho các chị mà hàng loại 2, loại 3 đâu ạ. Nhà em chỉ có một loại này thôi nhá các chị nhá. Chỉ có hàng một loại này thôi, chứ không có hàng loại mấy gửi cho các chị đâu. Ủa, màu hồng đẹp đấy. Các chị nhìn cho em này, lên đơn hàng cho là bộ 011 đúng không ạ? 011. 011 và kèm số điện thoại cho em. 310.000 các chị nhá. 011 cho em ạ. Màu em mặc là màu vàng, màu hồng, màu xanh, màu đỏ, 4 màu. Vàng, hồng, xanh, đỏ. Các bác thì mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Áo khoác nào ạ chị? Áo khoác. Rồi, tiếp theo em lên các chị một cái bộ. Nãy các chị hỏi bộ 42 à? 42 để xem 42 xem có dây gì.
kia kìa, cái mẫu mà em hôm nay em phân ra cái bộ 43 cũng kìa. 43 kia cũng đẹp kìa. Chị lấy cái size bé đây cho em phát à. Bộ đấy hình như đánh từ size L lên. L đúng không? Em thấy XL là giữa là to nhất kìa. Áo phao canh mặt kia là em sale 1,5 triệu chị ơi, hàng đấy hàng hơn 2 triệu. Nhưng mà nó còn lẻ size chị ạ. Sao chị lấy XL vậy? L còn mấy cái ngoài nhỉ? Còn ở đâu? L còn 3 cái xanh, 2 cái hồng nhỉ? Tôi mặc bộ size L đi nhỉ? Size L chị lấy này. Cái đây đây này. Có hàng trong mẫu ở ngoài không? Không. Không có bộ nào trong mẫu ở ngoài không? Không. Là hoàn. Chị Minh Vũ ạ. À, em mặc bộ xanh đen, chị xem bị 53 cân vừa không? Chị ơi đây, chị đưa xem cái áo màu xanh này, em mặc nguyên áo thôi nhá. Tại vì là quần của nó form như nhau hết mà, chỉ khác nhau cái viền thôi. Khác nhau đúng cái viền của nó thôi chị ạ. Khóa size nhỏ á. Khóa size nhỏ. Xem nào, có cái bộ khóa nửa đấy chị ạ. Đấy, em khuyến cáo khách hàng là mua một lần là sẽ nghiện đấy ạ. Nghiện là khó cai. Đây chị ơi, màu xanh đây. Màu xanh đây tình yêu ơi. Đây ạ. À, biết sau loa mới được 1 năm tiếc quá, giá biết sớm hơn thì sướng rồi, toàn đồ đẹp giá tốt, em cảm ơn chị nhá. Cảm ơn tình yêu rất là nhiều. Đấy, mua hàng nhà Loan một lần là sẽ nghiện luôn, em cảm ơn chị. Nói chung là cứ bán cho khách hàng là giá rẻ và chất lượng tốt là khách hàng sẽ tìm đến mình. Thì chẳng không cần phải quảng cáo nhiều đúng không ạ? Em có chạy quảng cáo đâu. Em cứ bán hàng ngay cho người nọ mua giới thiệu cho người kia thôi. Chứ em có chạy quảng cáo cũng có mất tiền quảng cáo đâu ạ. Người ta mất bao nhiêu tiền quảng cáo cái trang page với lại là quảng cáo quần áo các kiểu luôn, nhưng em chỉ like chay này thôi. Đấy chứ ạ, có thế nào thì like thế thôi ạ. Đây là màu gì đấy? Màu hồng à? Đây, em mặc màu đỏ lên, màu đỏ còn còn hàng không ta? Còn. Còn bộ là xanh to. Chúc em mặc màu này nhá. Ô, tôi chết. Chết thật đâu. Thiếu size rồi. Bảo thiếu size. Thiếu size à? Thôi em cứ lên ngày mai về bù hàng mã này nhá. Tại mã này khách hàng chốt nhiều có gần hết rồi. Khách hàng chốt nhiều gần hết. Được có mấy màu, nhiều màu thích đấy. Em chưa ạ? Các chị lên mã này tiếp theo ạ. Nay không còn size nhỏ tràn quá. Đấy, bây giờ bán hàng mà vẫn ngày hôm nay like còn bằng này bộ, ngày mai like cũng vẫn bằng đấy bộ thì buồn chết. Thì buồn chết chị ơi, like nó phải lẻ hàng với lại là hết hàng chứ chị. Bán nó phải hết hàng như like thì hôm nay bán 10 bộ, ngày mai nó vẫn còn đến 9 bộ thì như thế thì gọi gì bán hàng, mà lúc đấy mà bán như thế cũng bán được rẻ. Đấy, mặc xanh than đi em ạ. Đây em thử mặc xanh than nhé. Đây là trò đấy chị. Đây em thử mặc màu xanh than cho các chị luôn. Để chạm xanh than đây, xanh than của nó sẽ như thế này. Các chị nhìn cho em hàng sinh viên của chị này. Toàn bộ của hàng sinh viên cho em ạ. Các chị lên đơn hàng xem vào kèm số điện thoại nhé. Chị ơi, tất cả đồng giá cái bộ cổ tròn ý là 239.000. Mắt đẹp ạ. À? Tại dạo này nhìn trông nó già quá rồi em ạ. Già quá rồi cho nên là kẻ tí gọi là cho nó xinh. Các chị lên cho em cái mã này là bộ B43 các chị ơi. Đây này, B43 nó có từ size L đến size 2X. Đó là chui các chị nhá. Đây này. Nhiều chị hỏi lắm. Em đang mặc là màu hồng. Hồng đẹp nhỉ. Nó có mấy màu ấy. Này này em mặc size L chứ, nếu mà size M là nó áo nó ôm hơn đấy. Hết size M. Không có này thì size M. Có từ size M thôi, ở ngoài kia. Không có đúng không? Đánh từ size L đi lên à? L, 42. L2 cái đúng không? 42 với 43 đánh từ size L. Không dám xem, mà xem là phải có đơn. Đấy, hôm nay chị xem một ngày mai xem có đơn không nhá. Hôm nay xem rồi đấy. Kiểu gì cái mãi phải có đơn đấy chị nhá. Mã này là mã gì nhỉ? 043. 043. B43. Các chị cứ comment này được em một xíu đi chị. Đợi em một tí đi. Mã này các chị lên ngân hàng cho là 043 hộ em với ạ. Đấy chứ ạ. Hoặc là B43 giúp em với ạ. B43 và kèm số điện thoại ạ. Chị chỉ cần comment đến 43 và cách số điện thoại này. Đấy, B43 cho em đi, cho nó gọi là B là bộ đi. B43 và kèm số điện thoại cho em. Bộ em mặc là màu than các chị nhá. Than pha vàng cho em ạ. Còn đây là em gọi là màu hồng đi. Màu hồng này. Màu đỏ này. Đấy chứ ạ, màu đỏ cho em ạ. Thì chắc các chị lên đơn hàng chỉ là bộ B43
239.000 một bộ. Đây còn là màu cam đất các chị nhá, màu cam đất này. Màu cam đất các bác lên đơn hàng này các chị này. Năm nay màu cam đẹp lắm các bác ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng, các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Bộ này ngày mai về bù gấp lại các chị này. Để chị mai phải bù gấp mã này tại vì là cái mã này em cháy hàng đấy ạ. Em mới like được có một buổi like thôi mà gần như là hôm nay là gần như hết. Gọi bù gấp luôn cái bộ này luôn ý. Màu đen đỏ có size 2X không em có chứ chị? Có chứ. Màu đen đỏ. Đây này, có size 2XL mà chị thoải mái các chị dưới 65 cân cho em. Bộ này có size thoải mái dưới 65 cân ạ. Có 2XL chị Huyền Thảo nhá. Quần chị comment là B43 cho em. B43 và kèm số điện thoại ạ. Đây màu cam. Màu cam đẹp nhỉ. Năm nay có màu cam đẹp. Hồng đây, hồng là cái bạn đang mặc đây nhé. Đây màu hồng đấy ạ. Đỏ đen có, chị Huyền Thảo lấy B43, chị comment luôn cho em ạ. Chị Thắm Hồng rồi ok. Chị Minh Hà rồi ok, chốt đơn ạ. Xanh than vàng ok chị luôn. Đây màu của nó là màu xanh đen nhá. Đây là màu xanh lá pha đen đây. Xanh lá pha đen này, chị Nguyễn Đường ok, chốt B43. Chị Phương Hà cho em số điện thoại của chị rồi ạ. Cho em số điện thoại của chị với tình yêu ơi. Đấy chị ạ, chị Hoàng Lý có ạ. Màu em mặc, em bình thường em mặc size L ấy, nhưng mà cái này em hết size L, ngày mai mới về bù được thêm. Nhưng hôm nay các chị cũng lên đơn thì ngày mai em trả hàng. Em sẽ cố gắng ngày mai trả hàng cho khách. Chị nào nợ đơn là em trả hết. Hôm nay nó phải nợ đơn của khách hàng này bộ này rồi ấy. Đấy, chị nào hôm nay chốt thì em ngày mai em giả luôn một thể. Ngày mai em trả đơn một thể luôn. Bộ xanh kéo khóa XL, bộ xanh kéo khóa là mã nào? Em lên hai bộ mã bộ kéo khóa nó đều có màu xanh chị nhá. Mặc màu cam chị xem à. Em thử luôn một cây cam nhé các chị nhá. Một cây cam luôn đi. Cam đẹp em thử luôn một cây cam đi ạ. Các chị comment cho em là mã hàng là B43 các chị nhá. Đấy, bây giờ các chị chỉ còn comment là B43 và số điện thoại thôi, không cần comment màu. Mai nhân viên em gọi khác lấy màu cho các chị, tư vấn sai cho các chị đẹp luôn. Đây, áo màu nào thì viền màu quần như thế. Áo màu đỏ viền nó sẽ màu đỏ các chị nhá. Đấy. Đẹp lắm. Size L ngoài đường tôi. Đấy. Đấy. Size L chứ. Sao hàng nhà Loan 4 ngày nay rồi vẫn chưa. Ôi giời, 4 ngày làm gì ở chị? 4 ngày ăn thua gì? 4 ngày và cái mùa dịch như này là chuyện bình thường chị ơi. Bình thường như cân đường hộp sữa luôn. Tại vì nhá, bình thường ấy miền Bắc phải tầm khoảng 5 ngày, miền Nam phải tầm khoảng 7 đến 10 ngày chị ạ. À. Đấy, các chị đừng bảo là em ơi sao lâu thế mới có 4 ngày ăn thua gì. Chị có chị còn đến mười mấy ngày mới nhận được hàng. Dịch giã này thì không thể nào nói trước được hành trình chị ơi. Ngày trước ấy, ví dụ như là không có dịch ý, một ngày có 3 chuyến xe. Nhưng bây giờ là dịch giã này ý, có khi là ngày một chuyến hoặc là 2 ngày có một chuyến xe thôi. Nên khách hàng cũng cố gắng thông cảm giúp em với. Đây là màu cam cho em ý, chị ơi. Đây là màu cam nhé bác nhá. Đây mã này cho em là bộ gì nhỉ? B43 và kèm số điện thoại cho em. Đây màu cam bên ngoài nó đậm hơn trên line. Bên ngoài nó trầm hơn trên line. Em bảo rồi, năm nay cái màu cam đất cực đẹp luôn. Đấy chị ạ. Có size các chị dưới 65 cân. Màu này em mặc là màu cam nhá. Em gọi là màu cam pha đen như này. Các chị có lên là màu cam là các bạn nhân viên sẽ tìm cho các chị được. Chị Trang Đoàn rồi ok. B43 màu vàng. Chị Diệu Vũ có. Chị Quang Trần ok, em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng là B43 và kèm số điện thoại cho em ạ. Có cái mã bộ B42 cũng xinh chị. Hay là lên bộ ngoài này. Đấy, bộ ngoài rồi, lên bộ B43. Ngoài nó có cả màu cây đen ý. Riêng các mẫu khác không có màu đen, nhưng cái mẫu này nó có nguyên cây đen này chị này. Để em một tí nhá. Lên luôn cái màu xanh đi. Bác nào chốt xanh lá này các bác này. Chị Trang Đoàn. Màu vàng, màu vàng đó là pha xanh than chị nhá. Màu vàng là pha than ấy. Chị Hoàng Quỳnh Trang ok, chốt cam đất này. Chị Phương Hà rồi ok, chốt B43 màu than vàng size 2XL rồi ok tình yêu. 2XXL. Cái bộ ong, à cái bộ tròn tròn kia, trong kia có mẫu ấy. Tròn tròn gì? Bộ mà ngoài kia là có mẫu ấy. Đấy. Không, có bên cạnh cái bộ mà chữ O như cái O N đấy, O N đấy, đúng rồi, chuẩn luôn. Có mẫu mà. Có mẫu. Bộ đấy rồi. Bao nhiêu bộ chị ơi, bộ cổ tròn là 239.000 chị gái nhá. 239.000 đồng hàng cao cấp cho em với ạ. Chị em không lấy cái hàng mà gia công mà cái hàng rẻ rẻ về bán cho các chị đâu. Nhưng cái bộ đấy các chị mặc, nói chung là em bán nó cũng bị mất khách. Các chị nhận được hàng các chị chê xấu rồi thứ nhất này, xong là về các chị giặt một hai lần là cái chất của nó sẽ bị rão, xong là nó sẽ bị là cắn đường chỉ này. Cho nên em không lấy những cái hàng mà linh tinh vớ vẩn với em bán cho các chị đâu. Các chị yên tâm luôn nhá. Em nếu mà hàng, một là hàng Quảng Châu, hai là bộ hàng Việt Nam, em phải lấy cái hàng hãng, hàng công ty em bán cho các chị, chứ không phải là lấy cái hàng gia công mà hàng xưởng, kiểu hàng kiểu may kiểu mà vú vẩn ở đường kim mũi chỉ, nó kiểu là cứ lung tung beng em bán cho các chị đâu ạ.
Đấy, tại vì hàng em là có cho các chị đồng kiểm, cho nên là em phải bán cho các chị những cái hàng cực kỳ là chất lượng, được mắt ta ra mắt người, cứ em ưng, em cảm thấy cái chất này đẹp thì em mới bán, không đẹp em trả lại cho xưởng, được chưa? Mã này các chị lên đơn hàng chỉ là bộ một mình một tháng đặt 3 đơn mà vẫn muốn mua nữa, lương lĩnh thì không kịp về đến nhà đây em Loan ạ. Em cảm ơn chị nhé, chị Vân Chi. Chị ơi, nếu mà đợt trước ý, không dịch ý, có chị ngày đi 2 đơn, có chị khách ngày mua 2 đơn hàng em. Một tuần kiểu gì một tuần cũng có 3-4 đơn. Thề luôn. Có chị một ngày 3-4 đơn hàng. Chị ơi có lên công chị Triệu Hương ơi, đợi em tí. Các chị đang gọi là mon mon mua bộ này. Từ từ chị. Từ từ. Áo phông em hôm nay về cũng nhiều. Để chị ạ, chị nào thích cái màu xanh lá này không ạ? Nên mình chốt tên với cái này là G. Xanh lá này gần như hết sạch này đúng không? Xanh lá này khách chốt cũng ăn. Xanh lá đẹp chứ. Cách đây 2 năm biết được shop này thì đỡ phải đi tìm chỗ khác cho vất vả nhỉ. Nhà hàng Loan chất đẹp. Em cảm ơn chị ạ. Chị Đinh Nguyên em cảm ơn tình yêu. Chị Hảo Đam. Ok chị luôn ạ. Đây em thử cho các chị xem cái tông màu xanh của nó nhé. Xanh của nó viền quần màu xanh đấy ạ. Đúng không nhỉ? Đúng không? Đây, ủa màu xanh mặc lên cũng gọi là quá đỉnh luôn. Chất như nước cất bên ngoài của nó các chị ơi, nó sẽ đậm hơn một tông so với trên line nhá. Các chị cứ kiểu là cứ tưởng tượng cho em với bên trong line nó sẽ là màu xanh sáng sáng, còn bên ngoài nó sẽ là màu xanh trầm trầm một tí. Được chưa ạ? Mã này khách hàng lên cho là mã gì ạ? 043 nhá, à bộ B43. B43 trên màu xanh lá. B43 trên màu cam các chị này. Màu cam cho em với ạ. Tất cả của là hàng chữ theo. Được chưa ạ? Hàng chữ theo. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em nhá. Xanh thì của nó lại là viền quần xanh. Viền quần xanh ạ. Đơn của chị hôm nay hơi nhỏ, có 685 thôi nhé. Thì em cảm ơn chị. Cái nhiệt đơn này chuyển tiền đúng không? Ok, em qua mẫu nha. Nào các chị có thích bộ nữa không hay lên áo phông? Các chị thích bộ hay áo phông thì em lên luôn nào. Lên nốt cái bộ này đi. Lên nốt một mã bộ xem lên áo phông nhá. Tu lên nào được chị? Em đối thì tu được luôn. Kiểu gì vào lại phải mua một món, ít nhất là một món. Cái này hôm nay chẳng nhẽ mình vẫn chốt. Còn chị Hoa Ly em vừa lên xong, chị nhớ cái mã 011 thì chị cứ comment là 011 kèm số điện thoại đi. Tại vì là em vẫn đánh mã như thế chị ạ. Đây chị ơi, 011 em vẫn còn đây này. Đây mã hàng em vẫn còn đây, chị cứ lên đơn hàng trên là 011 đi chị. Có bộ thể thao chỉ khóa phần trên không có? Chị Tống Dụ em vừa lên xong rồi chị ơi. Có gì chị dò xem lại like đi. Có phần khóa nửa ấy, chỉ khóa bên trên cổ thôi, còn phần thân dưới vẫn là chui cho em. Chị Trang Nguyễn ok chốt B43. Đây em bên các chị bộ này nữa này. Bộ này nó có cả cây đen. Chị nào thích nguyên cây màu đen thì các chị lên mã này cho em ạ. Hôm nay nhiều người nhiều chị chốt màu đen, tại vì riêng mã này nó có màu đen, còn mã khác không có nguyên cây màu đen ạ. Chắc mình vẫn lên G đi. Bộ này là G22. Bộ này là mã G22 cho em với. À mới mua 3 bộ ưng cả ba, em cảm ơn chị. Chất nó đẹp lắm chị ạ. Có chị nhận được rồi. Để chị nhiều chị nhận được hàng rồi ạ. Ờ lên quần đi em rồi. Chị Nguyễn Tiến ok chốt B43. Quần công sở em lên rồi tình yêu ơi. Chưa? Màu này vẫn còn. Đen hôm nay các chị thử nhé. Tính rồi. Tính tiền mặc cái bộ quần đấy nhầm cái áo của cái quần đấy nó là bộ màu đỏ hoặc là bộ màu đen. Đi gấp cho em ra như thế. Nếu mà để ý kỹ là sẽ biết, nếu không để ý kỹ không biết. Các chị lên cho em bộ này là mã G22 các chị nhé. Nó đánh mã tối qua G22. Đó là 239.000 các chị ạ. Nó có 4 tông màu. Màu hồng đâu? 4 màu à? 4 màu, nó chỉ có 4 màu thôi chị ạ. Đen, hồng, xanh. Cái này màu xanh cổ vịt. Cái này màu bộ này có size L mà đưa cho em XL. Cái này không có màu đỏ à? Bộ này không còn. Không có màu đỏ nhỉ? Không có đỏ đâu. Không có vàng thế. Màu vàng này, màu vàng, màu xanh cổ vịt, màu xanh ngân lá với lại màu đen. Mình nhiều phết điểm lên màu vàng. Màu hồng nữa. Có màu vàng. Có màu vàng ở đây, màu vàng với thêm mà. Đây màu vàng có size M đây này các chị này. Màu vàng này có đủ size, đủ size M. Bộ này các chị cứ chốt từ 40-42 cân đổ lên ok là có cả xem mờ mà. Chị gì ạ? Xin kim rồi ạ. Chị Hoa Lê rồi. À Hoa Ly rồi ok em chốt đơn ạ. Bộ này các chị comment là G22 các chị nhá. G22 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Riêng bộ này nó sẽ có cả một cây nguyên cây đen. Được chạm nguyên một cây đen như này. Bộ có mũ thì em chưa lên bộ có mũ ạ. Hôm nay gọn gàng, mai nó đất dựng ngõ rồi.
À, nay vừa nhìn thấy áo parka đẹp lắm, xong ơi em cảm ơn tình yêu. Không có cổ á, đợi em sau bộ này em lên lên luôn cái áo không có cổ với cổ tròn các chị luôn nhá. Có cái mã bộ phông cổ tròn hôm nay mới về thêm, chị xem là nó có ở ở cửa hàng này mình nó con có cái mã như thế, chị bốc vào đấy hộ em luôn rồi. Có tất cả các mẫu hôm nay về nó cái mã ở cửa hàng này mình vẫn còn, những lẻ size bây giờ chị úp size vào cho em rồi. Sinh kim rồi, ok, bộ cổ tròn này 239.000, để chặn 239.000 đồng. Các chị lên đơn hàng cho em, bộ này là màu xanh củ vịt nhá. Năm nay mới có cái màu này đấy ạ, mỗi năm không có. Mỗi năm không có màu xanh này. Để chặn màu xanh lạ cho em ạ, đẹp lắm các chị này. Các chị lên đơn hàng cho là bộ G22 ạ, G22 lên đơn hàng cho em mã này nhá. Em có đen, hồng, vàng, xanh xanh lá với màu xanh củ vịt. Để chặn xanh lá màu xanh củ vịt cho em các chị này. Chọn màu cho em ạ, chọn màu cho em. Các chị phong, các chị dưới 65 cân đổ về em chốt đơn. Cứ dưới 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị comment mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Yến ơi, 239.000 đồng chị ạ. 239, em có từ size M đi lên nhá. M đến 2XL ạ. 40 cân đến 65 cân. Bộ này có size các chị 40 cân đến 65 cân ạ. G22, chị Nghiệp Nguyễn rồi, ok chị. Đợi em lên cái quần công sở xong là em lên áo không có cổ luôn các bác nhá. Quần công sở xong là lên áo vest xong. Rồi, lên quần công sở lên áo vest luôn. Chị Hoa Nguyễn rồi, ok em chốt đơn ạ. G22 các bác lên đơn hàng kèm số điện thoại này. Tất cả cái hình này là hình theo cho em. Để chạy hình theo cho em chứ không phải là hình in hay hình dán vào đâu. Các chị giặt máy nó không bị bong. Chị Hà My rồi, ok. Chị Nguyễn Thủy rồi, ok em chốt đơn hàng ạ. Các chị lên đúng mã hàng trên là G22 các chị nhá. G22 cách số điện thoại ạ. Đây lên các chị xem một cái tông đen của nó này. Đây cả cây đen nhá, đủ size của màu đen. Màu vàng các chị xem. Đủ size của màu đen ạ. Nguyễn Đức Lợi à? Chưa được gọi chốt đơn à cơ. Chị Phạm Huyền rồi, ok. Chắc là chị đặt mấy đơn. Nên chị nào lấy màu đen các bác lên cho em này. Cổ tròn có, không có cổ có chị ơi. Dãy ở móng tay. Để chạy chị Vũ Ngân rồi, ok chị luôn ạ. G22 và kèm số điện thoại này. Màu vàng đẹp chứ chị ơi. Vàng là vàng đậm chứ các chị nhá, không phải vàng chanh đâu ạ. Vàng đậm lên trên line nó hơi phản ánh điện, nó hơi sáng một tí cho chị em. Mất một bóng của vàng chứ tối. Phương ấy là mất bóng đây. Màu vàng này đẹp lắm. Chị Phạm Thị Hoài rồi ạ, chị Vũ Ngân rồi, ok em chút luôn nhá. Mã này các chị có phải là G22 đi ạ. Mấy cá rán vẫn về. Cá rán vẫn về. Cái chạm G22 ạ, G22. Và kèm số điện thoại cho em, có màu hồng các chị này. Có cả màu hồng nữa. Chị nào thích màu hồng các chị lên đơn ạ. Chị ơi 239.000 một bộ. 239 một bộ ạ. Các bác mà đi ra ngoài mua lẻ, các chị mua kiểu gì có trên 300.000 thì chợ chứ không có rẻ đâu các chị nhá. Tại vì bộ này của nó là hàng hãng. Chị thêm G22 đen nữa. Rồi ok chị Hoàng Quỳnh Trang. Chị nào lấy hồng không ạ? Màu hồng này cũng xinh này. Thế hồng em còn có sóc có vài bộ thôi ạ. Sóc có vài bộ màu hồng. Nguyễn Đức Lợi rồi ok em chút đơn G22 dồn đơn màu đen. Bộ này có sai các chị trên 40 cân đấy ạ. Chạm G22 trên màu đen, à quên màu hồng. Và kèm số điện thoại cho em. Nó lâu nó là nó để cái chế độ mà dịu mát. Chị Hiền Nguyễn rồi, ok chị luôn ạ. G22 màu hồng ạ, và kèm theo số điện thoại nhá. Mặc cái này thì trông cảm giác như là chân mình nó dài hơn ý. Cái chạm hách chân. Hách chân cực kỳ luôn ạ. Giờ các chị đợi em một tí nhá, để em lên luôn ạ. Áo không có cổ với lại quần cung sở nhá. 577. Ừ, lấy chị cái quần 577 size L màu nâu vậy. Em lên quần cung sở luôn, đợi em một tí ạ. Chị Ngọc Dân rồi ạ, chị Trương Thanh Hải rồi ạ, chị Nguyễn Bưởi, ok chúc G22. Các bác ơi chọn màu chọn size vừa cho em thoải mái. Hàng mới về cho nên là hàng đầu mùa nó sẽ có là số lượng. Là để chạm số lượng nhiều, để chạm có đủ size đủ số các chị chốt đơn ạ. Áo không có cổ. Em không có cổ ở đây dưới này. Đấy, dưới sau đây. Rồi hôm nay đại tiệc không có cổ các chị luôn ạ, kể cả không cổ tròn nữa các bác nhé. Các
Các chị lúc nãy có chị hỏi là em ơi nhà em có phồng có cổ không, để chị hỏi đúng chỗ luôn rồi. Sở này. Được chưa ạ? Mã quần này các chị có may là quần 577 đúng không? 577 quần công sở cho em ạ. Nâu với đen đúng không? Nâu với đen em có hai màu. Cổ tròn đợi em tí chị lên công có cổ trước các chị là các chị nhóm đã hỏi em từ lúc nãy giờ rồi. Thiếu màu vàng. Đấy, hôm nay về bù màu vàng, hôm trước hết sạch màu vàng đấy. Hôm trước hết màu vàng, hôm nay em về bù luôn màu vàng. Quần em mà có sẵn các chị tầm 60 cân đổ về các chị nhá. Từ khoảng là 40 cân đến 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân thì em có size vừa. Các chị lên đơn hàng như là quần là mã quần 577. 577 em có hai màu là nâu với đen. Các chị cứ từ 40 đến 60 cân em chốt đơn ạ. Em tặng các chị mức giá là 145.000. Được chưa ạ? 145.000 đồng một quần công sở cho em ạ. Mã này là 145 các chị nhá. Mã quần là 577 cho em là giá 145.000. Áo phông có cổ đây các chị ơi. Em cho các chị xem con áo này các chị đang mua thị trường là bao nhiêu tiền. Các chị cứ vào phát giá cho em luôn. Để chị ạ, các chị cứ vào phát giá cho em luôn con áo các chị này. Các chị lên mã này cho em là mã gì nhỉ? Tối nay em là mã... Chưa có cái gì, chưa có cái loại gì cả. Chưa cái gì ở cái gì. Hôm qua là K rồi, hôm nay này. Hôm qua là tắc rồi. Mã E cho em với. Được chưa ạ? Mã hàng lên cho em là E1. E1 và kèm theo số điện thoại. Được chưa ạ? À, không, E1 cho em nhá. Em có size các chị bao nhiêu cân rồi? Có size gì nhá? ML. Hai size ML. Được chưa ạ? Em sẽ có hai size là size M với size L ạ. Các chị mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Bọn em mặc size L chị ơi. Mã này có từ SX 2XL. Chị Hải Yến đủ chân rồi, ok. Chị Trang Nguyễn có đơn ạ. Áo phông các chị yêu ạ, chất đẹp luôn các chị này. Lên form chuẩn luôn nha các chị nhá. Mã áo phông em mặc là mã E1 ạ. E1 em có tông màu vàng các bác này. Màu vàng này, được chưa ạ? Màu đỏ này. Màu đen, màu trắng, màu xanh. Thiếu màu xanh đưa cho em chị. Quần 577 đi, tại vì quần 577 nhà em còn số lượng ít lắm chị ơi. Áo phông thì em đang về thêm. Được chưa ạ? Không bế thêm thì việc này em ôm lô được rẻ quá các chị ạ. Cuối vụ rồi xong là chất lượng thì nói chung là em cứ kiểu là hay tiếc ấy. Được chưa, em hay tiếc. Tại vì là trước em nhập vào giá nó cao ngất ngửa. Bây giờ là giá em bán ra cho các chị còn không bằng cái giá em nhập vào. Các chị đang mua 250 với 280 vậy trường. Em tặng các chị ngày hôm nay nhá. 125.000. Được không ạ? 125.000 một áo. Các chị chọn màu, chọn size vừa. Em có size các chị 40 cân đến 60 cân. 40 cân đến 60 cân em lên đơn hàng. Các chị này, toàn bộ của nó là hàng cao cấp cho em với. Toàn bộ của nó là hàng cao cấp. Các chị nhìn cho em màu các chị nhá. Nhìn màu áo cho em với ạ. Lên mã này cho em là mã gì ạ? E1, em đang có tông màu xanh các chị này. Màu xanh lá cho em ạ. E1 em đang có màu đen. Được chưa ạ? E1 em đang có tông màu trắng. E1 em đang có tông màu đỏ. E1 em có tông màu vàng. Các bác mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây này, cái mẫu này treo ở ngoài này. Sợ chưa? Đấy là mới treo được mấy hôm rồi đấy. Thông ơi á. À, 58 cân 1m2 em sao vừa được chị? 1m2 hay là 1m bao nhiêu chị ơi? Chị Trần Lệ Thành rồi, ok. À lên áo Thông ơi, hôm qua đi em. Thông ơi, hôm qua em còn ít chị ạ. Đợi em một tí em lên luôn nhá. Chị Ánh Mai rồi, ok, chúc quần 577 ạ. Lên đơn mã này cho em là
Chị ơi, để trước em bán là giá lẻ trên Line đã 185.000 rồi. Chị nào nhận hàng các chị biết có chị đã mua đủ 7 màu luôn. Được chưa? Có chị mua đủ 7 màu luôn ạ. Khoác chấn chám em chưa về hàng chị Đỗ Huệ ơi. Các chị lên mã này cho em là mã gì nhỉ? M1 giúp em với. M1 chọn màu chọn size vừa nhá. Màu vàng bên ngoài nó sẽ là tông vàng đậm đấy, chứ không phải là vàng chanh đâu. Các chị lo không phải lo bị dìm da nhá các chị nhá. Tôn da cực kỳ, nhất là chị nào mà da đen ấy, da ngăm ấy, các chị mặc cho em con màu này rất là tôn da luôn. Đây các chị này, M1 cho em với ạ. M1 kèm theo màu số điện thoại nhá. Đây tông màu đỏ ạ. Lấy cho em một cái quần sóc với chị. Quần sóc em mặc không cổ với. Không cổ thì hiện tại hôm nay nhà em ôm thì số lượng của nó được ít, với lại là toàn bộ là mỗi mẫu nó chỉ có tầm khoảng là vài chục cái thôi ấy. Nên các chị nhanh tay cho em với. Không dáng kiểu crop top lên phông cổ tròn có luôn em yêu ơi. Được chưa, chị nào chốt đơn mã này các chị comment là E1 cho em với ạ. E1 phông có cổ cho em ạ. Chất toàn bộ của nó là chất cốt tông lạnh các chị nhá. Chất cốt tông lạnh cho em ạ. Cổ bọc viền cho em này. Tao đang sơ tao phải. Đây nha, tao đưa cổ bọc viền cho em ạ. E1 các chị nhá. Chọn màu luôn cho em với. Giá 125.000 đồng là giá gọi là cuối vụ là còn cái gì em bán hết cái đấy, còn gì sản đấy thôi ạ. Chị Xuyến Đoàn ok, em báo giá thị trường luôn, em bảo rồi chỗ nào bán rẻ em cho các chị trả lại mà. Chỗ nào bán rẻ hơn thì em cho các chị trả lại luôn. Để chạy E1 chọn màu chọn size vừa. Toàn bộ của là hàng cao cấp ạ. Để chạy E1 cho em ạ. Xỉ thế. Rồi em qua mẫu nha các chị nhá. Lên các chị à, phông cổ tròn đấy ạ. Sáu lăng khăn thì không vừa rồi, bây giờ em chỉ còn size M với size L thôi. Chị ơi, cái phông cổ viền Burberry đây có về đúng không? Rồi ok, thích phông cổ viền Burberry em lên luôn. Để cho em lên luôn, ngày hôm nay gọi là chơi lớn luôn, bán bằng tiền luôn đúng không ạ? Đã trương rẻ nhất là 185.000 nhưng em đang bán, có chị mua ngoài 300.000 một áo. Để chị ạ, tại vì là số lượng em còn ít, với hệ là bây giờ là cũng em chuyển sang hàng đông hết rồi, là còn những cái gì em bán các chị nốt cái đấy thôi. Em cứ gọi là tính, em cứ gọi là tiếc của ấy, em thấy nó rẻ quá em ôm về mà khách hàng kiểu vẫn thích ý. Thế E1 này các chị này. À, áo đẹp quá mà mãi không hết dịch để mua. Chị Thanh Trúc em cảm ơn ạ. Chị Tẹn Cúc Lê có đơn nhá. Quần nào chị? Đây các chị này, 40-60-62 cân ạ. 125.000 một áo. Để chạm 125.000. Chị Nguyễn Thanh Hương rồi ạ. Chị Hương Nguyễn rồi ok em chốt đơn ạ. Lên đơn hàng cho là E1 và kèm theo số điện thoại cho em. Quần em mặc vừa mặc xong là quần mã 577 chị ơi. Không hàng Burberry nhưng mà còn ít quá. Đây chị ơi, đây là phông kẻ, đây cổ kẻ đúng không ạ? Có phải mã này không ạ? Mã này các chị comment là E2 cho em đi ạ. E2 và kèm số điện thoại. Chị Hồng chốt E2 các chị lên đơn hàng nhé. E2 cho em. Quần mã 569 còn nhưng mà nó lẻ sai rồi, nó còn sót có vài chiếc thôi. Màu vàng có hàng không? Vàng có. Có nhiều không ấy? Đừng có bảo em là còn ít nhé. Đây còn chỗ này nhưng mà về thêm chỗ này rồi, còn ít rồi. Đây. Có ít lắm các bác ơi, E2 cho em ạ. E2 lên đơn hàng một kèm số điện thoại này. Đây chị nào thích phông có cổ viền thì em lên các chị phông cổ viền luôn. E2 cho em ạ. Ai bán được giá này? Được chưa? Ai bán được giá này các chị? Chẳng qua là bây giờ em gọi là em lên hàng đông về hàng đông rồi. Bây giờ hàng hè nè, không hè còn những gì em xả nốt trên những cái hàng phông có cổ này thì chẳng bao giờ lỗi mốt. Chị Lê ơi, áo em chỉ có size các chị dưới 60 cân thôi. Mã này các chị lên đơn hàng cho là E2 đi ạ. 125.000. Đấy chứ ạ, E2 là 125.000 đồng. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Mã hàng E2 nhé chị nhá. Chị Hiền Ánh rồi ok, em chốt đơn ạ. Em đang có tông màu đỏ này. Màu vàng này. Đấy chứ ạ, màu vàng này. Màu đen, màu trắng, 4 màu. À có thêm màu xanh đúng không? Màu xanh có đúng 2 chiếc. Đấy chứ ạ, màu xanh có đúng 2 chiếc. Rồi em không lên nữa nhá. Bỏ qua màu xanh nhạc, mẫu này các chị comment là E2. Áo bên dây chẳng không có màu đen đâu chị ơi. Lê Thị Nhung rồi, ok, chị Nguyễn Nải, ok, em chúc đơn hàng ạ. Quần em mà không có bán chị ơi. Không có chị nhá. Mã này em có 2 size ML. Để chị ạ, cũng có 2 size ML cho em ạ. E2 và kèm số điện thoại này. Chị Diệu Ngân là E1, 125, chị ơi, có 125.000 đồng. Các chị không phải suy nghĩ đâu, bây giờ các chị mua gần 2 cái mới, còn không bằng cả một chiếc các chị đang mua ngoại trường cơ.
Thế chưa, em đảm bảo luôn đấy. Em bảo rồi, những cái hàng này các chị nhận được hàng ấy, chỗ nào bán rẻ cho các chị trả lại em. Thế chưa, chỗ nào bán rẻ hơn thì em cho các chị trả lại. Thế vì giá này thì em đã nói được cái câu như này rồi, thì em đảm bảo các chị là ngoài thị trường không có rẻ hơn nữa. Đấy, chị Kiều Quyên ok, chị Trần Trung rồi, chị Triệu Hương rồi, ok em chốt đơn ạ. Tất cả cái hàng này toàn bộ hàng Quảng Châu. Các chị giặt máy thoải mái, càng giặt chất nó càng lì thôi, chứ không phải nó bị bai, bị xù, bị dão, bị cắn chỉ đâu ạ. Chị Hiền Ánh rồi, chị Nguyễn Vân rồi, ok, chị Yên Vũ rồi, ok em chốt đơn hàng. Đây màu vàng. Màu vàng hôm nay có về hàng rồi đúng không? Màu vàng nó là vàng đậm đấy, không phải vàng, còn vàng sáng đâu chị ạ. Tôn da lắm, chị nhất là chị nào mà da ngăm ấy. Da ngăm là các chị hay chọn những cái tông màu này này. Nó không bị tối da mà trông các chị gọi là nó tôn da lắm các chị ơi. Được chưa ạ? Lên đơn hàng chị làm mã gì ạ? E2. E2 đúng không? Cái này là đứt mác không? Chị đưa cho em cái nào, đưa 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 vứt cái đấy, nó bị tụt cái mác vào này. Hôm trước hết sạch màu vàng. Hôm trước bị hết sạch màu vàng luôn ạ. Mã này các chị yêu lên đơn hàng cho là E2 nhá. Màu vàng và kèm số điện thoại cho em. Đây E2 màu vàng đi ạ. Áo em Loan đang mặc áo dây bên trong là 70.000 ạ. Chị ơi nhà em không miễn ship đâu, các chị thông cảm giúp em với. Em đã bán rẻ đến giá 125.000 một áo như này rồi. Mà các chị mua rẻ hơn đợt trước so với nhà em ấy. Đợt trước em bán 185 cơ. Bây giờ em bán 125.000 thì các chị nghĩ làm sao mà em được lãi gì đâu hả chị? Em được lãi giờ gì? Bây giờ em bán 125.000 con áo này mà chị hỏi miễn ship. Tiếc gì 30.000 thì ship. Nếu mà em bán các chị đắt thêm tầm 20.000 một cái thì em miễn ship thoải mái. Em có bán cao đâu, bây giờ em xả hàng hè rồi. Không cổ đấy em, tí lên sau mỗi đêm lên phương không không cổ đấy ạ. Đây màu vàng đây các bác nhá. Đen trắng thì nó là màu truyền thống rồi. Đấy những cái tông màu này nó cũng dễ mặc thôi ạ. Màu vàng cho em này. Cái dáng nó rất là vừa, nó không dài quá, không ngắn quá. Đấy chứ ạ, cổ kẻ cho em ạ. Viền nó rất là sang các bác nhá. À, chị Thu Hằng. Xanh à, xanh mờ. Xanh còn đúng 1-2 chiếc thôi chị ạ. Thu Hằng nhá, chị lên số điện thoại chị ơi. Lên số điện thoại cho em với ạ. Cái tóc con nó cứ nhiều. Đấy chứ ạ. Vàng 60 cân lấy size L cho em ạ. Cái gì hơi rộng của chị Lê Thị Nhung. Cái gì hơi rộng nhá. Chị nào lấy màu trắng các chị lên đơn hàng nhá. Đấy chứ ạ, E2 cho em ạ, tông màu trắng. E2 màu trắng đẹp số điện thoại ạ. Đấy chứ ạ, 125.000 một áo. Đưa cho em không của tròn mà chị. Đen đây, đen nó là truyền thống rồi. Bác nào chốt đen lên đen cho em nhá. Bác nào chốt màu đen lên màu đen cho em mã này ạ. Rồi ạ, lên toàn bộ những cái mã hàng cực phẩm luôn. Chị Hương Trần comment mã cho em ạ. E2 chị ơi, chị Nguyễn Nhung rồi, ok chốt đơn E2 nhé các chị nhá. Em qua mẫu không của tròn đây ạ, dáng của lớp tốt này. Để cho các chị nhìn cho em áo này. Chuẩn chỉ luôn. Đa số là còn. Ô, hôm nay cái mã nào nó về nó có cái màu cam cam, em thấy đẹp à, chỗ nào đây? Đây Love. Love. Ôi, đã vượt xeo lại còn vượt được nguyên tệp như này các bác. Để chậm vượt được nguyên tệp như này luôn. Mã này khách hàng lên cho là E3 đi. E3 và kèm số điện thoại này. Đấy chứ ạ, E3 này các bác. Đấy chứ ạ, toàn bộ của nó giống mắc đen cho em như này. Thị trường đang xỉ của nó là 160-170. Thị trường đang bán buôn đấy các chị nhá, 160-170 nghìn. Còn các bác mua lẻ thị trường toàn hơn 200. Các bác mua lẻ thị trường toàn hơn 200 nghìn. Đấy chứ ạ, em đang có tông màu đỏ, màu vàng này, màu hồng này. Màu gì nữa? Đỏ, vàng, hồng, cái gì nữa? Trắng à. Em nhìn mắt chị em buồn cười. Kiếm gì ăn mình ngọt giận. Ăn không? Đây cá. Cá nấu. Cá nấu. Đây cá nấu nhá. Để chạy hình con cá của Lắc Cá Thêu cho em ạ. Tất cả cái hình này là hình thêu cho em nhá. Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? E3. E3. Em có màu vàng, màu hồng cho em ạ. Màu hồng đất các bác nhá. Màu hồng đất này các chị này. Màu cam này. Màu cam hình như chỉ còn sót có 2 chiếc màu cam thôi. Màu vàng. Vàng có mờ không? Vàng có mờ. Vàng có mờ, nói chung là vẫn đủ size.
cái chạm nói chung là nó vẫn đủ size. Màu trắng nữa. Trắng còn đúng một chiếc nữa bác ơi. Má này các chị lên đơn là E3 đi. E3 lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Phong các chị dưới 60 cân đổ về. Phong các chị nhà mình dưới 60 cân đổ về ạ. 125.000 nốt nha các chị nhá. Để cho em tặng nốt các chị là 125.000. Các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 125. Các chị nhìn áo này, toàn bộ là hàng cao cấp cho em ạ. Em tặng các chị giá nốt là 125.000. Các chị nhanh nhé, tại vì mẫu này em chỉ có vài chục chiếc thôi. Chỉ có vài chục chiếc thôi ạ. Hết hàng, hàng này hàng vượt chuyến cuối đấy ạ. Không có một chuyến nào về nữa đâu. Hàng này em vượt hàng sót kho. Để chị hàng sót kho nó chỉ có lẻ vài chục cái. Em tặng các chị nốt là giá 125. Còn các chị in nhập xỉ toàn hàng của nó xỉ 160-170.000. Giá buôn. Đấy chị ạ, dáng này dáng ngắn cho em. Nó không phải dáng dài quá, không phải dáng ngắn quá chị ơi. Đấy chị ạ. E3 đúng không? E3 và cách số điện thoại ạ. Đây màu hồng đây ạ, hồng có ít. Hồng có ít. Hai size ML các bác nhá, hai size ML cho em ạ. Đây màu hồng. Màu hồng cho em mặc size M các chị này. Thoải mái. Đấy chị ạ, cứ thoải mái cho em đi. Màu vàng cho em, chị đang chốt màu vàng các chị lên đơn. Chị gái đang chốt màu vàng, có màu đen phải không chị? Màu đen có. À có cả màu đen à? Rồi các chị, à, trong đẹp thì chị Quý Nguyễn cho em số điện thoại với. Chị Hoài Thu màu trắng em còn đúng một cái thôi. Đen có này các chị này, chị nào chút màu đen các chị lên đơn nhá. Đen còn một cái CM. Chị là Tống Liên rồi ok chốt đơn ạ. Áo 2 dây chị em mặc là các chị comment là áo dây 1 đi 70.000. Áo 2 dây 1 cho em là 170.000 một áo. Trắng còn một cái này, đen còn một cái này. Đấy chị ạ, E3 cho em, em có đạ, đây là có cả màu cam đất các chị này. Có cả màu cam đất cho em. Đấy, bác nào chốt màu cam đất các bác lên đơn nhá. Chị Trần Thị Bình rồi, chị Nguyễn Phượng rồi ok chốt đơn ạ. Đây màu cam đất đây các bác này. Đấy chị ạ, nó bọc của nó là cái gì nhỉ? Có phông rộng thì em lên chị ơi, nó sẽ có cái giấy chống ẩm. Áo dây mà không có đen, chị Hương Nguyễn cho em số điện thoại với. Chị đang chốt màu cam đất các chị lên đơn hàng nhá. Cam đất lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ, có cả vàng với cam đất nữa. Có cả màu vàng, màu cam đất đấy các bác ơi, toàn bộ của nó là hình thêu nhá các chị nhá. Hình thêu cho em chứ không phải là hình in hay dán đâu. Các chị nhìn cho em con áo này, áo thêu. Em thử màu cam đây chị ơi, Loan Trần này. Chị Nhân Thiện rồi. Tổng Liên có ạ. Chị Lê Thị Nhung có dây 1, chị Hương Lan có đơn. Màu cam này chỉ có mấy chiếc thôi chị nhá. Cam chỉ có mấy chiếc thôi. Được chưa? Các chị lên đơn hàng trên là mã E3 và kèm số điện thoại ạ. Lên cái mã chữ lớp mà ngày hôm nay nhỉ em mới về và từ đầu vụ rồi em chưa có về hàng đấy. Hàng đấy nhập cao quá. Hai dây của nó, à quên, cái chữ thêu của nó là chữ thêu nổi nhưng mà nó là thêu một màu kiểu màu chìm ấy. Đơn tối qua nhà em chưa gọi chốt xong hết chị ơi, chị Vân Chi có, chị Hương Lan có đơn ạ, chị Trang Bùi rồi ok chốt đơn dây 1 này. Chị nào lấy vàng nốt đúng không ạ? Mỗi màu nó chỉ có vài chiếc, em bảo tổng cả cái mẫu này nó chỉ có vài chục chiếc thôi. Không có nhiều đúng không ạ? Bây giờ nhập nhiều cũng không có. Đấy, còn nhập chỗ khác người đắt hơn. Cam E3 ok chị. Chị Loan Trần này có phải chị Loan là 24 không? Phải không? Phải chị Loan Hiếu không? Đúng không? Đây chị này. Chị nào chốt màu vàng các chị lên đơn ạ. Màu vàng các chị nhá, màu vàng này. Chị ơi, chất không mát trả lại em. Chị đừng hỏi em mà chất này có mát không. Chị đừng hỏi em chất này có mát không. 10 đứa bán hàng trên live, đứa nào nó cũng nói một câu như nhau. Được chưa? Chị hỏi 10 đứa nào cũng nói một câu như nhau. Nhưng quan trọng là các chị nhận hàng, các chị được xem hàng trước. Được chưa? Chất này mà nóng thì em thề luôn, em không, em nghỉ em không bán hàng ở đâu. Tại vì em bán mẫu này, cái chất này gọi là cứ quanh năm ngày tháng. Hè nào nhé em cũng bán cái loại chất này luôn. Chưa chị nào nhận được hàng mà chê cái chất này nóng à. Chưa chị nào chê cái chất này xấu với chất này nóng cả chị ạ. Bán hàng vạn con áo chưa có ai chê một câu nào. Bây giờ nó chỉ còn có vài chục cái đấy chị ạ. Chị Vân Chi rồi ok em chốt đơn. Để chị nào lấy vàng các chị lên đơn hàng nhá. Em qua mẫu luôn này. Lên cái mẫu chữ lớp này luôn. Răng ngắn á. Đợi em mấy hôm nữa chị. Đây. Các bác nhìn cho em con áo này. Mã này comment là E4 đi. E4 kèm số điện thoại. Đừng có bảo em là còn nguyên size M nhá. L đấy chị. Ừ, có L nhưng màu nâu hình như chỉ còn size M đây này. L
trên phố con thôi, mực nâu chỉ còn mỗi xanh, xanh mờ như này. Các chị nhìn này, cái trạng hàng theo cho em. Chị mới biết con mình hôm qua luôn ý. Chị chuyên mua đồ rất tiếc biết muộn. À thế à chị Phong Nguyễn, em cảm ơn nhá. À, cửa hàng em ở Hàm Yên, Tuyên Quang. Chị Trần Lam, ok, chốt cửa 22. Chị là Nguyễn Thị Thanh Châu, lên số điện thoại cho em với mã hàng chị nhá. Đây này, cái mã này nó có các cái màu hồng này, nhưng mà hồng của nó không phải là theo nổi theo hình màu các chị nhá. Nó là theo hình kiểu là hình một màu cho em. Đấy chị ạ, gọi là hình chìm ấy, gọi là hình chìm. Họa tiết chìm cho em như này. Chị nào không thích gọi là nó theo hình nổi, các chị chọn cho em mẫu này. Để chị, các chị nhìn cho em này. Theo sắc nét luôn, các chị lên mã này cho em là mã E4. Để chị E4 ạ. E4 và kèm số điện thoại cho em. Đấy, em bảo hôm nay chỉ like nhẹ nhàng thôi để ngày mai chuyển đồ mà. Mai dọn đồ mà. Đông người xem thế này. Hôm qua chị có đặt hàng chưa thấy gọi á. Chị chắc chắn hơn nữa thì chị để lại số điện thoại ngày hôm nay trên live stream một lần nữa đấy chị. Đây các chị này, mã này lên cho em là mã E4 nhé các chị nhá. Hình của nó họa tiết chìm. Chị nào không thích họa tiết hình màu ấy thì các chị lấy họa tiết một màu cho em như này. Em nó có tông màu hồng các chị này. Gom các chị cũng tầm 40-60 cân. Đấy, màu hồng này, màu cam đất cho em này. Màu cam đất đấy các bác này. Màu đen. Để chị ạ, màu nâu. Màu đỏ, màu trắng. À, nâu có ML. Ôi, thế thì nó vẫn đủ size nhá. Riêng màu trắng thì có nguyên size L thôi. Mỗi màu trắng thì còn mấy chiếc size L đấy ạ. Chị chuyên mua đồ Quảng đấy. Chị nào mua chuyên mua đồ Quảng Châu, các chị nhìn cho em ạ. Các chị biết luôn đúng không ạ? Không thể nói dối được. Những cái hàng này không thể nói dối được. Chị nào mà sành mua, các chị nhìn phát cái hàng Quảng Châu, cái mác của nó rồi, cái form áo rồi, cái túi bóng của nó, các chị biết luôn. Các chị nhìn hàng này. Để chị nhìn trên con áo phông các bác nhá. Lên mã hàng cho là E4 nhá. E4 kèm số điện thoại. Có size các chị dưới 60 cân. Đấy, không thể nào nói dối được đúng không ạ? Chị nào mà sành mua các chị nhìn phát biết luôn. Nhìn hàng nào kiểu hàng gia công, hàng xưởng các chị biết ngay. Không thể nào nói điêu được. Để chị ạ, không thể nào nói dối được luôn. Các bác nhìn cho em này. Từ cái túi của nó ấy, cho đến cái mác của nó, cái form dáng của nó luôn. Chất thì mặc nó lì, nó không bị là bai, bị xù, không bị phai màu. Em ở chỗ nào Tuyên Quang vậy? Em ở km 25 Hàm Yên, Tuyên Quang chị ơi. À, chị Vinh Phùng đặt hàng cho đến gọi ấy chị. Lên lại số điện thoại chị ơi. Để chị ạ, các chị nhìn cho em màu nâu các chị này. Họa tiết cho em nhá. Theo cho em không một đường chỉ thừa. Đồ Quảng Châu không đụng bám bên ngoài. Nếu mà có đụng hàng thì những cái giá hàng bên ngoài người ta bán rất là cao. Giá rất cao luôn. Rồi 5 màu không lấy trắng, ok chị xíu xíu. Chị nhím xinh E2 đỏ, E3 vàng cao, ok chị. Chị Thảo Lý, ok chốt E2, E3. Áo em mặc là E4. Mẫu mới chị ạ, lấy thêm mẫu này chị này. Cho đa dạng chị nhá. Đây màu nâu cho em này. Chị nào chốt nâu lên nâu. Chị nào chốt em mua 56 cái màu đen. Có cái nào size XL không? Không, đợt này nó lại chẳng còn size XL chị ạ. Tại vì là cuối vụ rồi. Còn cái gì thì bán cái đấy thôi chị ơi. Chị yếu hà rồi, ok chốt E4 màu cam. Em thử lên màu nâu các bác nhá. Màu nâu cho em. E4 có màu nâu ạ. Chị ơi 125.000. Ôi chết rồi, từ nãy giờ em chưa báo giá à? Chưa báo giá, các chị chốt được vào với này. 125.000 một áo. Các chị mua best nhất con này ngoại trứng về tầm 220. Được chưa ạ? Shop nào bán rẻ nhất là 220. Ok chưa ạ? Tại vì giá xỉ đợt đầu vụ bọn em nhập vào bao nhiêu bọn em biết. Đấy, những cái shop nào người ta nhập một vài gì người ta về bán lẻ, người ta bán rất là cao. Chứ không bán như số lượng cộng lại trên live. Các chị nhá, em tặng các chị ngày hôm nay là giá gọi là coi như là cuối vụ em tri ân khách hàng. 125.000 ạ. Chị Lê Hoa rồi, ok. Chị Hoa Đặng rồi, ok, em chốt đơn ạ. Đây các chị nhìn cho em cái tông màu. Nó không bị dại màu như cái hàng rẻ đâu chị ơi. Đấy chị ạ, đừng nghĩ là em bán 125.000 là em bán hàng linh tinh vớ vẩn mà không phải hàng Quảng Châu nhá. Chẳng qua là giá ngày hôm nay em xin phép là bây giờ là còn những cái gì em tổng củ xả luôn cái đấy thôi. Các chị nhìn cho em tông màu cam các chị này. Cam của là cam đất cho em. Cam là cam đất. Chị Minh Lu rồi ạ, hôm qua tặng ba. Tặng ba là cái gì đấy? Quần lỡ hết hàng rồi mẹ ơi. Hết sạch. Chị ơi màu nâu 60 cân, chị comment là E4 chị. Đây là màu cam đất cho em ạ.
Tuyên Quang gần shop Dương Hồng Nhung không em? Chị mua shop chị Nhung 4 năm rồi, nhìn đồ em chị mê. Không, không, không chị ơi, em không biết chị ấy. Em không ạ. Nguyễn Thị Yến rồi, ok, E4 hồng lâu cam rồi, ok chị Yến nhá. Đây màu đỏ các chị này. Phong đá, rồi em tặng các chị một ít phong đá nhá. Em tặng các chị một ít phong đá. Để chị ạ, bác nào mà chuyên hàng mua hàng Quảng Châu các chị nhìn qua các chị biết luôn. Và giá này các chị biết là giá em bán trên ngoại trường là bao nhiêu tiền đúng không ạ? Chị Phạm Hồng rồi, ok. Nhìn tem mác thẻ bài cho em ạ, túi bóng tác mác thẻ bài cho em ạ, chuẩn hàng cao cấp cho các chị luôn. Nhận hàng các chị được bóc hàng ra kiểm tra cho em thoải mái, được chưa ạ? Cứ bóc hàng ra mà xem có đúng là hàng Quảng Châu em bán cho các chị không, hay là em bán hàng vớ vẩn. Trên live em dơ các chị là có tem mác thẻ bài xong là đến nơi em lại gửi các chị một cái hàng xưởng. Cho nên là các chị nhớ nhận hàng các chị cứ bóc hàng ra mà kiểm tra. Chị Quý Trần ơi cho em mã hàng với. Chị nhận hàng nhà Loan rồi, vừa ship hàng chuẩn, ok làm Loan ơi, em cảm ơn chị Thúy Hương. Em cảm ơn tình yêu. Đây màu này màu cam đất này các chị này. Cho các chị xem cái form của nó nhá. Để cho cái form dáng của nó luôn. Cam cho em ạ. Ngón tay bị đau khuất này, xước vào tay rồi. Rồi. Chiều mai đi làm về chị lên nhé, ok chị yêu. Là chị Hồng Định, ok chốt hồng với cam. Có cả màu đỏ này chị yêu ơi, có cả đỏ nhá. Có cả đỏ này. Màu đỏ. Sau đen phía sau là em treo 1,5 triệu chị ơi. Cái hàng đấy hàng 2,5 triệu. Bây giờ nó còn lẻ sai à. Nhưng mà em mong đợi vào vụ em mới bán cho chị. Hôm đấy về để treo hàng ra mẫu để xem. Nhưng mà quên chưa cất đi. Đấy, cái hàng đấy là trước các chị nhớ là hàng 2,3 triệu, 2,5 triệu mà ngoại trừ người ta bán 3,2 triệu. À, đổi sang E4 rồi, lấy ba chị lên xem cái nào vừa chị thích thì chị lấy nhá. Chị Hùng Phi rồi ạ, chị Thị Phúc Lê rồi, tuần đơn. Cái gì đây mờ quá chị. Áo dây còn chị ơi, Trần Văn Đoàn ok chốt E4 màu trắng này. Đây em lên màu đỏ, chị nào thích màu đỏ nữa không ạ? Màu đỏ cho em họa tiết chìm nhé, chị nào cũng thích họa tiết của nó hoa văn ý. Hoa văn nhiều các chị lấy cho em những cái họa tiết chìm để cho em nó đơn giản. Để chị họa tiết chìm đơn giản cái hàng thêu cho em nhé. Trên là các chị nhìn như thế thôi nhưng bên ngoài của nó nhìn rất là rõ. Được chưa ạ? Nhìn rất là rõ luôn. Quần thể thao em hết rồi. Áo này 65 thì không vừa chị Vương Thị Nguyệt ơi. Quần còn bán không á? Em ngày mai thì em sẽ về quần u mì cho các chị. Để chạm quần quần u mì, còn bây giờ hiện tại em đang hết chị nhá. Đây em lên các chị áo đá đây, các chị cứ bình tĩnh cho em sẽ lên từng mẫu một. Đây chị này. Quần em mặc hết rồi, quần này em bán từ năm ngoái, còn sót một cái cũng sai em vừa đấy, em mặc mẫu chị ơi. Em cứ lên cái nào các chị mua cái đấy cho em, chẳng còn cái nào quần mặc mẫu nữa, quần này nhất định em không bán nữa. Em cứ lên cái nào các chị cứ dạ mua vậy em ơi. Để lại cho chị đi. Em bảo em mặc một lần rồi, chị bảo mặc một lần được, cứ để cho chị. Cứ dạ mua. Sau đấy lúc mặc mẫu chảo cái nào nên hồn. Chị nhím xinh rồi, ok chị. Chị ơi áo 125.000 chị Phạm Thị Tú nhá. Mã này là còn size gì đây? Mã này thì em có size LXL của cái hàng Quảng Châu đây. Áo đá các bác nhá. Áo đá trắng, em chỉ còn nguyên một màu trắng thôi. Em chỉ còn nguyên một màu trắng thôi các chị này. Các chị lên đơn hàng mã này cho em với, đinh đá. Mã này là E5 đúng không? Ừ. E5 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Áo hay dây mặc có chị ơi. Chị áo hay dây em chỉ còn có 4-5 cái chị ạ. 4-5 chiếc thôi. Các bác nhìn áo cho em ạ. Lên mã này cho em là E5 kèm số điện thoại. Em có size các chị là 2 size là LXL. Chị xíu xíu đợi em tí. À, chị cứ lên mã đi, tại vì hôm nay tí em sẽ lên cho chị mấy mẫu đưa cho chị dồn đơn một thể nhá. Cái dáng này nó không phải dáng crop top. Nhưng là dáng vừa vừa cho em ạ, form các chị dưới 65 cân nhá. Chị là gì ạ? Chị là Trần Thanh, Thanh Trần ơi cho em số điện thoại đi. À rồi, E234 rồi ok chị ạ. Chị đọc thư có E4 trắng. Trắng thì không còn size M nữa chị ạ, trắng thì có size L, tí nữa em lên mẫu khác là có size M chị nhá. Mã này lên E5. Em biếu các chị luôn 99.000. Em tặng luôn các chị nhà mình 99.000 một áo. Cái chị áo đinh đá phong các chị dưới 65 cân. Các chị nhà mình dưới 65 cân em chốt đơn ạ, đá các chị này. Thoải mái cho em nó không bong. Cái chị cứ thoải mái cho em áo này nó không bong đá. Các bác lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Mã này các chị lên đơn hàng chị là E5 ạ. Cái chị E5.
hai size là L và XL. Các chị tầm khoảng là 44-45 cân đổ lên, đến tầm khoảng dưới 65 cân đổ về. Đến tầm dưới 65 cân đổ về nhà em có size vừa, có hai size L XL luôn. Các chị lên mã hàng cho em còn nguyên một màu trắng thôi. Còn nguyên màu trắng, các chị sơ vi đẹp, các chị để mua bình thường, đẹp màu trắng thì nó dễ mặc. Để chạm màu trắng nó dễ mặc. Đấy, các chị nha. 120, à quên, 100.000 một cái. 100.000 một cái. Hàng ngày va rồi tặng các chị 100.000. Sót không? Có sót không? Sót quá. 100.000. Để chị ạ, em ấy. E5 ạ, E5. Chị Phạm Vi rồi ạ, chị Nhân Tiên rồi, ok ạ, chị Trần Lệ Thành có đơn ạ, các chị cứ lên mã hàng cho em với, đổi mã thoải mái. Trong một live stream các chị có thể đổi từ mã E1 đến mã E5 được. Nhưng mà khi mà đơn hàng đã gửi, các chị đi đang trên đường đi rồi thì không đổi các bác nhá. Thông cảm giúp em với, bây giờ là đang ở trên chuyến xe mà đang, ví dụ như chị ở Hà Nội mà em đang ở trên đường đi Phú Thọ rồi mà chị bảo em ơi cho chị đổi hàng thì lúc đấy là em bó tay đấy. Cho nên là các chị có thể đổi mã thoải mái ở trên live. Lúc nhân viên gọi điện thì hôm nay chị đặt E1 nhưng ngày mai chốt đơn các chị bảo cho chị chuyển sang E5, ok thoải mái luôn. Đấy, các chị nhá, E5 cho em với, 99 đi một áo. Em còn sót một cọc các bác này, còn sót một cọc này còn nguyên màu trắng. Em tặng các chị nốt 99.000, hàng 220-230. Bây giờ em tặng các chị nốt là 99.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em với. Tiếp theo mẫu này các chị này, để chạm mẫu này cho em. Chị lấy em mặc màu vàng màu đỏ. Chị ơi chị comment mã hàng cho em với. Màu vàng màu đỏ mã nào chị phải comment đúng trong mã nhé, em mới chốt được đơn chị nhá. Áo dưa hay dưa có màu đen không chị xin gái ơi? Không. Em ơi chị không có màu đen, chị chỉ có màu trắng thôi. Cái áo hay dây này hàng của nó là hàng đẹp ấy, nhưng mà bây giờ chỉ còn sót màu trắng thôi em ạ. Chị Phương Hà A5XL. Các chị ơi các chị cứ lên mã đi. Ngày mai thì các bạn nhân viên thì em sẽ tư vấn các chị về cân nặng chiều cao nhé. Đây các bạn có thể là chuyển mã này cho em. E mấy? E6. Đấy chị ạ, áo em mặc là mã E5 chị ơi. Chỉ có nguyên màu trắng. E5 chỉ có nguyên màu trắng. E5 đá này các chị này. Cái ưu điểm của cái hàng Quảng Châu này các chị yêu, tại vì cái đá của nó không bị dễ bong đâu. Nhưng mà cái hàng kiểu hàng gia công ấy, đấy chị ạ, các chị chỉ cần dơ cái áo lên, các chị quyệt nhẹ cái đá thôi là nó đã bong hết, rụng hết cả đá rồi. Mà áo đá mà đã rụng đá thì chán đời luôn, không muốn mặc. Còn em mặc hết hàng của chị Thám Hồng, Thám ơi. Đây chị này, mã này các chị lên đơn hàng cho em E6. E6 còn kèm số điện thoại cho em ạ. Tất cả em còn nguyên size 1X. Để chạy tất cả em còn nguyên size 1XL, các chị lên đơn hàng cho là E6. Để chạy E6 còn kèm số điện thoại ạ. Form này XL xem nào, để em mặc thử lên đã nhá. XL như cái form này là form bé. Mã này họ đánh là 1X với 2XL cơ. 1X, 2X, 3X thì XL là form bé nhất. Rồi chị Phong Nguyễn có E. Chị ơi, nhìn sao đây? Phong Nguyễn kìa, E5 nhỉ, em chỉ có nguyên một màu trắng thôi, chị cũng nghe rõ không ạ? E5 chỉ có một màu trắng là áo đá em vừa mặc luôn trên live đấy. Em vừa cởi ra ấy, nó chỉ có nguyên màu trắng thôi. Con này là E6 chị này. E6 em có đỏ đen trắng 3 màu. Bộ thu đông nhà em đầy lên chị, mấy hôm nay toàn bán bộ thu đông ấy chị ơi. Form này chốt các chị tầm 55 cân thôi, 40 cân đến 55, 56 cân đổ về. 40 cân đến 55, 56 cân đổ về em chốt đơn. Em đang có tông màu đen này các bác ơi. Màu đen cho em nhá. Màu trắng này và màu đỏ. Quần em mặc không có bán, chưa có về hàng chị ơi. Đây chị ạ, E6 99.000 đồng. Các chị nhìn cho em này. Các chị nhìn hàng này. Trời ơi, không còn nhiều đâu, bác nào nhanh tay đi. Không còn nhiều, em chỉ còn đúng bằng này chiếc. Em tặng nốt các chị nốt 99.000. Lên áo thông hơi đi à? Hả? Áo thông hơi còn có mấy cái thôi. Thông hơi trong kia gì đó, đưa đây chị. Quả dâu còn nhiều. Đưa cho chị cái áo thông hơi đi, khách hàng từ hôm nãy cứ áo thông hơi đi em. Okay. 58 cân mã này thì không vừa nhá. Có cái mã E5 ấy thì chị vừa. Đấy, mã này thì em còn nguyên một size XL, các chị tầm khoảng 55, 56 cân đổ về thôi. 58 cân thì em sợ chị mặc nó ôm sát quá thì nó sẽ bị lộ bụng. E6, màu đỏ, màu đen, màu trắng. Đính đá cho em ạ, tất cả hàng này hàng đính đá cho em nhá. Đây các chị nhìn cho em là đá này. Thoải mái cho em ạ, không bị bong, để chạy không bong đá. Trắng là nhiều, chứ đỏ em còn vài chiếc thôi các chị nhá.
đầu hộ em lên từ lúc đầu like. Chị tí nữa tắt like, chị vào xem lại like hộ em rồi. Để chị ạ, tắt tay luôn này. Đây mặt này đi. Các chị nhìn hàng cho em nhá. Để chị ạ, chuẩn hàng Quảng Châu chưa? S, ô, cái này không còn cái nào size bé nữa à? Hàng gì còn nữa chê. Ô, cái này còn mỗi 2X với 3X thôi các bà ơi. À, chị Nguyễn Như ơi, comment mã hàng E6 ơi chị. Comment mã hàng E6 đi. Đây, áo thủ thông hơi đây các mẹ ơi, còn đúng vài chiếc thôi. Hôm nay các mẹ nhanh tay giúp em với. Đây, các chị này, E7 cho em với ạ. E7 và kèm số điện thoại cho em. Đây áo thông hơi đây. Ờ, chị nào xem lại like các chị nhắn tin nhá. Để chị xem lại like chụp màn hình nhắn tin giúp em với. Mã này các chị comment cho lại E7. E7 và kèm số điện thoại áo thổ thông hơi. Để chị áo thổ thông hơi cho em ạ. Hả? Chuẩn xịn chưa các chị? Chuẩn xịn chưa ạ? Em đang còn size 2XL với 3XL nhá. Còn size 2X với 3X. À, hôm nay nhận được hai áo thông hơi này đẹp mà hơi rộng à? À thế à chị? Cái form này của bo gấu ấy chị, nó phải rộng rộng một tí nó mới đẹp chứ không ôm so em, đúng nếu không? Mà nếu mà bo gấu mà ôm sát quá nó sẽ không đẹp, nó phải có cái độ bu rông ấy. Điên này, E6 rồi. E6 rồi đây. Áo thổ thông hơi là E7. Thổ thông hơi là E7. Điên. Nó phải mặc có độ rộng bu rông ấy chị. Chứ áo bu rông mà lại ôm sát, nó ôm sát cái kiểu là cái dáng áo ôm thì nó không đẹp chị ạ. Bu rông là đây, ví dụ bu rông này chị này, nó phải mặc có độ rộng rộng một tí như này này chị này. Nó phải có cái bo gấu chị. Đây nó phải bo gấu như này này. Đấy, như này mới đẹp nhá. Chứ còn ôm sát quá ai không phải ai mặc u rông mà nó ôm sát quá này đâu chị ạ. Trông nó xấu. Chị mặc L là vừa. Không còn nữa, bây giờ em chỉ còn 2XL với 3XL đâu. Sớm à. Chỉ còn xa 2X với 3X nhá các chị nhá. Con này chốt các chị tầm khoảng là 58 cân. 58 60 cân đổ lên đến tầm 70 cân đổ về. Thế chị ạ, từ 58 cân đến 70 cân. Em biếu các chị nốt 99.000. Được không ạ? 99.000 đồng cho em ạ. Hàng thị trường đang bán 300. Em đang nhảy sai, tặng cho các chị 99.000. Được chưa ạ? Giá gọi là giá hủy diệt luôn. Giá hủy diệt luôn. Các chị yêu 99.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng trên là E6 ạ? 7. À E7 ạ? À? E7 cho em với. Từ bao nhiêu cân? 58 cân đến 70 cân. Chị chạy từ 58 cân đến 70 cân em chốt em là E7 và kèm số điện thoại nhé. Phao đen kia em sale 1,5 triệu chị ơi. E7 áo đá còn sót tí nào không chị? Đây, còn có 3 mã. Tất đầy à? Ừ, bán nó đi. Cái đấy. Ở trong gì vậy? Đấy còn mấy cái này. Ừ, đây em xem nào. Cái này nó làm cho bỏ lại. Không, cái áo đá này như thế này mà, chứ không phải áo thổ đâu. E7 chị nào người to các chị mặc cái áo này này, áo thổ thông hơi cho em ạ. Em thề luôn ạ, em bán cái này không ai có giá này luôn mà bán. Không ai nhập được giá này mà bán cho các chị đâu ạ. Em còn bao nhiêu cái em tặng nốt. Chị chạm cắt mã các chị yêu nhá, cắt mã. Lên đơn hàng thì là E7 và kèm theo số điện thoại cho em ạ, dòng áo thổ thông hơi. Dòng áo thổ thông hơi cho em ạ. Đây, tiếp theo lên áo phông đây. Các chị cứ bình tĩnh, cứ bình con mặt tĩnh cho em. Đấy chị ạ, bình tĩnh cho em với. Nhiều mã phông lắm nha em, chuyên phông mà các chị. Có một màu này chị ơi, em sẽ lên từng mã một chị ơi. Lên từng mã một cho em. Đây này các bác này. Úi giời Huyền ơi. Hoàn dày nó bẫy em. Bẫy à, bẫy nhau à. Đây các chị này. Mã lên E8. Chị E754 cân mặc rộng chị ạ. Đấy, con đây cho mạng nó chốt cho nó dễ. Các bác lên E8 cho em. Để chạy E8 bằng kèm số điện thoại này. Ok không ạ? E8. Chị Nguyễn Lan ok, chị Đỗ Liên ok, em chốt đơn. Trời ơi, sao mà nó đẹp vậy? Giá bao nhiêu được các chị? Các chị thích giá bao nhiêu để em bán cho các chị nào? Hay gì đấy chứ? XL. Còn nguyên size 1X thôi. 1XL các chị nhá. Tầm khoảng 58 cân đổ về. Đến chạm dưới 58 cân đổ về em chốt đơn.
cái này còn nguyên size 1X nhá. Cái hàng nó đánh là 1X, 2X đấy. Nhưng mà em chỉ còn nguyên size bé thôi các chị, là tầm khoảng 5, 7, 5, 8 cân đổ về. Em nó có màu đỏ, màu trắng, màu đen. Cái dạng màu đỏ, màu trắng, màu đen. Cái hình này hình đính đá cho em. Tất cả cái hình đằng trước vừa có đính đá cho em nhá. Các chị này, nhìn cho em một con áo đã. Cái dạng nhìn qua cho em với. Cái dạng nhìn qua cho em một con áo đá là các chị yêu. 99.000. Em còn có 5-6 cái thôi. Thì chắc em còn có 5-6 cái, em tặng các chị nốt là 99.000 một áo. Các chị lên đơn hàng cho là E8 đi ạ. Thì chắc E8 mà kèm số điện thoại cho em, màu đỏ, màu đen, màu trắng. Màu đỏ, màu đen, màu trắng. E8 mà kèm số điện thoại cho em nhé các bác ơi. Không còn nhiều đâu ạ. Em nói thật sự em còn đúng bằng này chiếc. Hàng này trước là hàng 230. 230, 250 thì em tặng các chị nốt 99.000. Được không ạ? Đấy, chị sẽ coi nhìn môi. Nói thật, nhạt thôi. Liếm hết xong. Chị Hương Lệ à, Hương Hà Thu rồi, ok chị này. Đấy, chị một cái thôi. 58 cân có vừa mà chị gái ơi. Cái bộ kia nó về xong là à, cái áo len nó về ấy. Son tí cho đồi cứ tươi. Nói nhiều nhọt hết cả mồm rồi các chị ạ. Rồi E8 em qua mẫu nhá. Còn nhiều kia em tua nhanh thôi ạ. Lên nhiều ngày mai không có hàng chốt ạ. Các bác nó bảo là con này nó bán rẻ chả được mua. Thế chạ cứ câu like với câu view. Đây cái mã này còn nguyên trắng. Thế chạ còn nguyên trắng. Chanel. Ủa quốc Chanel này. Cái này nó giống được không? Còn nguyên một size L. Không, không giống được. Đúng sao giống được. Rồi E9 cho em. E9 là kèm số điện thoại này. Khác hoàn toàn. Khác nhau, không giống nhau được. Màu son đẹp. Mai lên E9 ạ. Ví như màu bãi trầu trầu. Màu nó gọi là màu. Màu cam đất. Cam đất Hàn Quốc nó dùng màu đấy nhiều. Màu đấy phải đánh mặt đậm và đánh son lên. Size L cho em. Được chưa? Mã này là size L. Thoải mái các chị tầm 58 cân đổ về. Được chưa? Bây giờ chị ơi thông cảm cho em với. Bây giờ nó hàng sale rồi, nó chỉ còn lẻ size thôi chị ạ. Đủ size của nó là hàng 230 mà bác. 99.000 đồng ngày hôm nay. Đấy chứ ạ, 99.000 đồng là thứ nhất. Này chị, 99.000 một áo ạ. Mã này các chị yêu comment cho là E9 không? E9 kèm số điện thoại cho em ạ. Tất nhiên các chị này, đính đá. Em cao 1m58. Em nặng 53 cân. Lúc thì 53 cân, lúc 54 cân, lúc 52 cân chị ạ. Nói chung là chiều, à quên, cân nặng của em nó thất thường lắm. Hôm nào các chị mua nhiều thì em lên cân, còn hôm nào các chị mua ít thì em xuống cân. Đấy, hôm nào các chị mua ít thì em ế hàng thì em lại xuống cân, và hôm nào chị mua nhiều thì em vui vui, em ăn nhiều em lại tăng cân chị ơi. Nên là cứ dao động tầm khoảng 50, 51, 52, 53, 54 cân khoảng đấy chị ạ. À, phao đây đằng sau 1,5 triệu chị ơi. Con này là E9 cho em ấy nhá. Em còn nguyên trắng. Nguyên trắng phao các chị 58 cân đổ về. Các chị 45 cân đổ lên ạ. 45 cân đến 58 cân đổ về em chốt đơn ạ. E9 và kèm số điện thoại. Để cho E9 và kèm số điện thoại cho em ạ. Đưa cho em cái cọc lẻ đi xem nào. Cọc lẻ kia, à quả dâu rồi này. Quả dâu còn hàng đúng không? Size to à? Không có, đi là có con đi là. Này này, thế thôi. Size to. Cô chì này, bán nó đi. Đây, bác nào thích hồng đây. Hồng là bán cái này. Không rộng đây, em đang định lên thì bác lại hỏng. Em đang định lên thì bác lại hỏi như này. Nhưng mà còn đây không rộng đây. Không rộng em còn trắng nhá chị nhá. Không rộng đây ạ. Đây. Không rộng em còn ba cái trắng sót, ba cái trắng một cái hồng. Ba trắng một hồng. Không rộng cho em này. Em đây ạ. E10 kèm số điện thoại. Thì chạy E10 và kèm số điện thoại cho em. Không rộng thì ra là em nhập đắt hơn đấy. Em nhập đắt hơn. Hàng phông của em không, đợt trước nó cái hàng đầu mùa nó không có cái nào dưới 200.
Đấy chị ạ, những cái hàng phông đá này không cái nào dưới 200.000. Nhất là phông rộng các bác nhé. Bây giờ em tặng nốt các chị 100.000 cái. 100.000 một áo. Đấy chị ạ, chất này gọi là chất cốt tông. Đấy chị ạ, chất nó đanh lắm nha các bác nhé. Mã này lên đơn hàng cho em ạ, phông này là phông to các bác ơi, dưới 65 cân cho em. Ví hết hàng rồi chị ơi, ví hết sạch rồi. Con này lên đơn hàng cho là em 10 đúng không? Em 10. Em đang có màu trắng các chị này. Chị nào thích form rộng ấy, form này form rộng dấu quần ấy. Còn đúng một chiếc màu hồng. Còn đúng một chiếc màu hồng, chị nào lấy màu hồng các chị lên đơn hàng cho em nhá. Chị Nguyễn Lan đây, cho em số điện thoại với chị. Cho em số điện thoại của chị với. Đây hồng đây, hết sạch chính xanh rồi chị ạ. Hồ Chí Minh em chưa ship được hàng đâu tình yêu ơi, chị Trương Hiền nhá. Đá đấm này các chị này. Được chưa? Trời ơi, cứ gọi là thoải mái cho em. Để chị cứ gọi là thoải mái cho em những con áo này đi. 99.000 đồng các chị có phải suy nghĩ tí nào không? Hết sạch tí xanh. Để chị hồng em còn đúng một cái cho các bác ạ. Hồng còn đúng một cái. Để chị nào ngày mai nhanh thì được thôi. Hết sạch còn đúng 3 chiếc màu trắng, 1 chiếc màu hồng. Em qua mẫu luôn nhá. 3 trắng 1 hồng là hết. Rồi bác nào có thích đỏ mẫu này thì em lại còn mà. Này cái hình mũ này. Cái này còn mấy cái màu đỏ. Còn đỏ này chị nào lấy đỏ không ạ? Em 11 màu đỏ. Em 11 cho em màu đỏ. Còn shop có 3 cái đỏ. Được chưa? Còn shop có 3 cái đỏ. Các chị nhìn cho em là hình cái nơ này. Chị Chu Toàn đây đừng comment là hồng đá. Chị ơi comment đúng mã hàng cho là em 10 chị. Con này là em 11 cho em ạ. Toàn bộ dòng Mark 2 các chị nhìn cho em này. Để chạy chuẩn cao cấp luôn các bác nhé. Đấy. Bình thường các chị mua cái hàng phông xưởng mà form rộng các chị mua tầm 670.000 rồi. Con này là em 10. À em 11 đúng không? Em 11 màu đỏ, em còn sót 3 chiếc đỏ. Để chạy còn sót có 3 cái màu đỏ này. Chị yêu là đây màu đỏ các chị lên đơn nhé. Dưới 65.6 cân đổ về em chốt. Cô điện cho anh An chưa? Điện rồi, anh bảo lúc đấy điện, anh bảo anh đang về sợ không kịp đâu, không có hiệu thuốc nào mở. Sao không mở? Điện lại cho anh xem anh mua được chưa? Này. Thì không rỡ anh muốn giả. Chị Nghiệp Hiên, chị Hồ Dũng rồi ok. Phong rộng dạ. Cái gì mà phong rộng dạ ngắn. Đây là cái mã này. Cái mã này thì đẹp quá nhưng mà nó lại lẻ. Ít hàng quá. Các chị nhìn cho em nguyên tệp này. Trời ơi các chị yêu. Được chưa ạ? 40-60 cân. Em có 2 size ML. Mã này các chị lên cho em là em 12. E12 và kèm số điện thoại cho em ạ, mã này nhá. E12 ạ. Ôi. Trời ơi. Hình này nhà em còn chưa về bao giờ. Được chưa? Thị trường đang bán 230-250. Thị trường đang 230-250. Các chị nhìn áo cho em này. Tất cả là hình theo cho em với. Lên đơn hàng cho em E12. E12 ạ. 40 cân đến 60 cân. Em có 2 size ML của mã này các chị nhá. 40 cân 60 cân lên đơn. 125.000. Được chưa ạ? Không phải nghĩ ngợi câu nào luôn, có em có cả màu rêu các chị này. Có cả rêu cho em với. Được chưa ạ? Màu rêu màu nâu này, màu vàng màu trắng, rêu nâu vàng trắng và kèm số điện thoại cho em ạ. Tất cả em có tổng là 4 màu nhưng mà số lượng ít. Lên đơn hàng cho là E12. E12 màu rêu. Trời ơi các bác ơi. Sao nó đẹp vậy? Để
chị ạ, M12 lên đơn hàng cho em với. M12 nhẹ nhàng tình cảm 125.000 một áo. Được chị ạ, chẳng ai bán giá này. Em khẳng định luôn 100 phần nghìn. 1.000 phần nghìn luôn là không ai bán một các chị 125.000 một áo này luôn. Được chị ạ, mã hàng VIP xịn cho các chị luôn này. Theo các bác nhá, hàng theo cho em ạ. Lên đơn hàng cho em là mã E12 và kèm số điện thoại ạ. Bác đây canh mặc kê 1.500.000 chị ơi. Chị Quỳ Nguyễn rồi, ok ạ, chị Sĩ Lê. Chị ơi, form này dưới 60 cân thôi nhá. Em có 2 size ML ạ. Được chưa ạ? Chị Vũ Bắc comment mã hàng cho em với ạ. Chị Yến Ánh rồi, ok, em chốt đơn ạ. E12 có cả màu trắng nha bác nhá. Màu trắng cho em ạ. Màu trắng có mã hàng E12. Ôi, mã này đẹp mà chẳng có nhiều. Có tầm khoảng là 10-15 cái luôn. Có 10-15 áo, các chị nhìn cho em áo này. Được chưa ạ? E12, cách số điện thoại cho em với 125.000. Được chưa ạ? E12 cho em 125. Cuối vụ rồi, bán cho nó nhanh nhẹn thôi. Được chưa ạ? Bán cho nó nhanh hết hàng để em về hàng đông. Các chị nhìn áo này, còn sót mỗi mẫu có vài chiếc, cứ vài chiếc một. Mặc đẹp đấy. Trời ơi này. Dư xem. Được chưa ạ? E12. Màu trắng cái trời này. Đây nhờ. Chị bằng đường. Cái cảnh màu túi. Màu vàng. Trắng đẹp lắm. Trắng đẹp mỗi tụi tao lười giật. Nhưng mà chị Hoa mặc bẩn lắm. Suốt ngày tao nằm rửa hai nhà với nhà mày làm đấy. Lên rửa nhà có cái quần áo tao đều xuyên trắng với tôi. Đây màu vàng. Đấy, biết ngay là đổi nhảy. Thấy bảo là cái mã này đẹp nhưng mà là có ít. Mã này đẹp thì có ít. Để cho em 12 chơi màu vàng. Mã đấy là trang chi. Cái mã này như kiểu là cái gì nhỉ? Gọi là cái gì? Không phải, không phải cái lồng bạc chị. Dù. Như kiểu là cái chuông gió ấy. Dù cảm giác như cái chuông gió ấy nhỉ? Đây này, nó có trang cái hình ngôi sao với này. Theo đẹp dã man luôn. Được chưa ạ? M12 cho em nhá. Mưa xanh nó là xanh theo ấy chị nhá. Chị Hậu Lê ạ, chị Loan Phạm rồi, ok. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em là M12. Đây màu vàng, màu vàng có đúng mấy chiếc nhỉ? Màu vàng không có nhiều. Màn trên đấy dưới đây cùng cánh. Ô, còn một chiếc màu vàng á? Vâng. Đúng, ôi chết rồi, còn đúng, còn đúng hai chiếc màu vàng thôi ạ. 1M, 1L. Đúng hai cái màu vàng duy nhất còn sót lại thôi ạ. Em tặng các chị nước cũng 125.000, 125.000 đồng ạ. À, mẫu tay ngắn 66 cân có mặc vừa không lên đi em. Có, nhưng bây giờ em phải tìm cơ, tại vì nó bị lẫn lộn hết lên nhau ấy chị. Bây giờ cứ tìm được mã nào em bán mã đấy thôi. Đấy, cứ tìm được mã nào thì em bán mã đấy thôi. Ở trong kho nhà em nó bây giờ nó chồng chất lên nhau ấy, không thể đáng tìm được hết. Gần như hết à? Đây này. Gần như hết mà. Coi gần như toang đúng không? Coi như là toang. Coi như mà. Không mấy con nữa. Thích mặc cọc cọc, thích mặc áo ôm. Ôm là đây các bác ơi, không rộng tiếp theo ạ. À, con này lên E13. Không rộng các bác nhá, E13 không rộng cho em ạ. À, E13 và kèm số điện thoại. E13 các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em. Để chạy chất tiếp các chị nhìn cho em cái màu này, đẹp chưa? E13 nhá các chị nhá, E13. Không rộng. Màu này gọi là màu vàng nhạt các chị nhá. Chị chạm màu vàng nhạt cho em ạ. Áo 2 dây mà có bán, chị nào chốt màu vàng nhạt các chị lên đơn. E13 và kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000 nốt các chị yêu. Hàng 23 với tặng các chị nốt 99.000. À, chị Hương Xuân chị bảo là cái bộ của chị chốt 7 bộ và sau Huyền chốt chị có 6 bộ. Là bộ B à, G, G. Không biết được, ngày mai hỏi chị xem này. Chị bảo là kiểm đủ chị ở chị chuyển khoản. Ok chị luôn. Con này 99.000 đồng các chị yêu. Còn đúng một con màu hồng. Được chưa ạ? Còn đúng một chiếc màu hồng ạ. Các chị lên mã này cho là E13 đúng không? E13 cho em là 99.000. Phông rộng các bác nha, phông rộng cho em. Các chị nhìn cho em này. Được chưa ạ? Đẹp long lanh luôn ạ. Cái đá của nó đá màu rất là sáng. Đá màu rất là sáng luôn ạ. E13 lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ.
9.000 đồng ạ. Chuyển khoản qua dịch giao được không chị? Được chứ chị. Cái gì đấy? Hả? Con mắt lổ xịt thế. Bộn. Phải lấy tiền đi hoa. Rồi ô. Thấy chưa? Con này lên cho là E13 đúng không ạ? E13 kèm số điện thoại cho em. Nó vàng nữa rồi. E13 lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Để chạy 99.000. 99.000 một áo ạ, 99.000 đồng áo. 99.000, còn đúng một chiếc màu hồng đó chị này. Đang nào lấy nốt không ạ? Con cá này, lấy con cá vàng không đấy, mà chị nào mà không chốt được màu vàng, các chị lên mã này thì còn có nhiều màu vàng. Cảm ơn chị Loan Phạm nhé. Mã này là hình con cá rán. Hình con cá rán. Mã này các chị công nghệ là em bao nhiêu đây? E14 ạ. E14 ạ. Uầy, cái màu này đẹp thế. Cái màu trước là em không về màu này đâu các chị nhá. Màu này là màu về sau ấy. Về sau mới có cái màu này. Ok chị Hiên Vũ ạ. Mã này các chị công nghệ là E14 cho em. Màu này của nó là màu xanh cổ vịt. À, màu xanh đậm nhé chị nhá. Màu xanh đậm cho em ạ. Xanh đậm, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu đen, 5 màu. Xanh đậm, đỏ, vàng, trắng, đen, 5 màu cho em ạ. E14 kẹp số điện thoại ạ. Phong các chị dưới 60 cân. Phong các chị nhà mình dưới 60 cân ạ. Lên nào có cổ đi em. Hả? Một buổi live và các chị quay em như trong chóng ấy. Đang lên cổ xong rồi các chị ạ. Lên cổ tròn đi em. Xong bây giờ lên cổ tròn thì lên nào có cổ đi em. Em gọi là... sắp chóng mặt rồi ấy. Cái gì đấy chị Hoa? Điện thoại rơi. Em cứ tưởng chị bị giật. Giật đi, điện thoại rơi hơn bị giật. Áo dây ấy chị. Áo dây mặc còn chị Hậu Lê nhá. Còn chị gái ạ. Mã lấy lên cho em là em mười mấy? Em 14. Em đang có tông màu vàng các chị này, màu vàng. À, Trần Thị Lý là đen đỏ, chắc là hôm trước cũng chốt được ai đúng không? Mã này hôm trước nghỉ hết hàng đấy. Nên các chị cứ hỏi em ơi mỗi con cá còn không? Các chị này, em mỗi con cá còn không, hôm nay về được thêm. Chị Thu Trần ok chốt E9. Đây em có màu trắng. Trắng vàng xanh đỏ đen. Được chưa? Trắng vàng xanh đỏ đen kèm số điện thoại có cả nâu rồi các bác ơi. Hôm nay về đã có cả màu nâu nhá. Màu nâu chuyến trước là về không có cái nào màu nâu đâu ạ. Mặc rất thích, em cảm ơn chị các chị này. Chất chiếc gọi là đã đời luôn chị ạ. Để cho em tặng các chị ngày hôm nay là 125.000. Đúng không ạ? 125.000 một áo. Hôm nay rẻ hơn chị nhỉ, đúng không ạ? Hôm nay bán rẻ hơn đấy. Hôm nay bán rẻ hơn. Thôi kệ đi. Cứ gọi là bây giờ là còn cái gì thì rẻ nốt các chị cái đấy cho nó hết hàng. Cho nó hết hàng. Gọi là cuối vụ thì nó gọn ghẽ. Cuối vụ cho gọn ghẽ ạ. Bà Địa Vũng Tàu anh chưa ship được hàng của chị Nguyệt ơi. Chị ơi dưới 60 cân mặc vừa thì chị 58 cân chắc chắn là chị vừa, chị Nguyễn Thị Nga nhá. Đỏ nô thì không có. Đây có đỏ tươi này chị nào. À đỏ của nó là đỏ tươi chị ơi. Đỏ tươi không phải đỏ nô đâu chị ạ. Đỏ tươi. Đỏ tươi không phải đỏ nô ạ. Chị Thu Trần rồi ok. Đây chị ơi đỏ tươi đây, không phải đỏ đô đâu. Không phải đỏ đô nhá. Mã này là 100. Chị Nguyễn ơi, chị
nhấc cho em cái con canh này ra giữa, em có canh áo đỏ này. Đây là đỏ tươi, đỏ đậm mít, không phải đỏ đô. Chị Loan tạm rồi, ok chị này. Chị Trần Thị Lý ơi, chị comment mã cho em là E14 nhá. Đúng như em E14. Buồn ngủ quá. Thôi nghỉ thôi các chị nhỏ. Giờ này vẫn 210 xem. Xin mời. Chưa bán, chưa nói bao tiền này. 150 Chị Đỗ Huyền dồn đơn, chị Miên Nguyễn rồi, ok chị luôn ạ. Mã hàng kèm theo số điện thoại cho em nhé. Màu vàng cái này chị này, cái màu vàng nó là vàng đậm đậm một tí chị nhá, chứ không phải là vàng xanh vàng sáng quá đâu, cho nên là các chị mặc nó không bị là nó không bị kén da, nhất là chị nào da ngăm thì các chị hay mặc những cái màu vàng đậm đậm này tôn da tùy luôn. Màu vàng cho em, chị ông muốn lấy màu vàng các chị lấy đâu nào cho em ạ, màu vàng mà kèm số điện thoại cho em nhé. Tất cả cái hình này nó hình là thêu đính đá cho em với gắn kim sa và cái này dập chân đinh, như là các chị ơi nó không bị bong. Chị Phạm Hiền rồi ạ. Màu trắng á, đây cái màu trắng không có đấy đâu chị ơi, trắng chỉ còn đúng một chiếc thôi. Chị nào lấy màu trắng các chị lên đơn ạ, em có đúng một chiếc màu trắng thôi ạ, đúng một chiếc duy nhất của màu trắng. Các chế mình lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị lấy nút màu trắng mà còn đúng một cái hết hàng rồi chị ạ, hết sạch màu xanh. 125.000, 125.000. Chị Phạm Hiền, ok chị này, em muốn màu đỏ ạ. Chị Ngô Hiền Hiền, em cảm ơn nhá. Hôm nay là em bị viêm họng này. Viêm họng. Đây một vàng này bác này. Vàng này có size ML đúng không chị? Có size ML. Hai size ạ, hai size ML cho em ạ. Chị ơi, Bà Rịa Vũng Tàu thì hiện tại là bên em chưa nhận được đơn chị nhá. Lúc nào mà có thông báo là bên chuyển phát nhận được đơn hàng của các tỉnh miền Nam, mà cái vùng mà ở Bình Dương này, thành phố Hồ Chí Minh và các hình như là ở đâu ấy nhỉ, Đồng Nai hay là Vũng Tàu, thì nếu mà có thông báo thì bọn em sẽ ship luôn. Rồi bao nhiêu khách thì em nợ đơn của khách còn đang gọi là cọc tiền để ở đây ấy, xong là lúc nào hết dịch thì bọn em ship hàng. Lúc phải có đến mấy chục đơn mà đơn hàng khách chuyển khoản hết đơn hàng, xong rồi bảo lúc nào hết dịch thì em ship cho chị. Kiểu là khách hàng thích quá mà dịch thì không đi được đơn ý. Chị bảo là thôi để chị đặt tiền ở nhà em đi, lúc nào hết dịch thì em ship cho chị nhá. Ok luôn. Toàn khách quen. Đấy, Hà ở Bình Dương khách quen nhà em, khách xỉ cũng nhiều nhá. Xong là ở Thanh Hóa này, Thanh Hóa cũng nhiều khách này. Rồi là ở thành phố Hồ Chí Minh ý, nhất là những cái vùng đấy. Thế còn là những chị mà ở Bắc Ninh, Bắc Giang, các chị ở cùng công ty, các chị đặt mua với nhau nhiều lắm. Dịch ảnh hưởng rất là nhiều ạ. Phong có cổ có size to không em? Nó có cái mã mà hàng quy ao ấy thì ngày mai em lên chị nhá. Thì ngày mai em lên, tại bây giờ em chưa tìm được cái mã. Chưa tìm được áo đấy ở chỗ nào, tại vì là nó nhiều quá chị ạ. Để hẹn các chị để ngày mai em lên cái phong có cổ mà em tìm cho các chị cái form to nhá. Chị ơi, bây giờ thì có tìm được cái mã nào form to cho khách không? Ở trong kia kìa. Form gì? Hàng quy ao cái phong có cổ ấy. Có đấy, có đấy, có đấy. Ừ. Bây giờ chị cứ bốc cho em đi, chị nào có được cái hình nào lấy hình đấy em xả lỗ luôn đi. Cái hình quy ao ấy, mấy hôm nay chị Hoa buồn lắm cơ ấy. Thương chị Hoa quá. Không tìm thấy à? Kẻo ấy hàng không tìm thấy chỗ nào. Không tìm chỗ nào.
có một cái cọc không có cổ bây giờ tìm hộ em phát. Vì các chị đúng lại toàn lên size bé nên nhiều chị người to to các chị lại không có size vừa. Áo phao đỏ kia em sell 1,5 triệu mà còn nguyên size S thì chị ạ, Vũ Hồng Dung nhá. Còn mỗi size S thôi. Các chị tầm khoảng là 52 cân, 53 cân đổ về em chốt, 45 cân đổ lên. Đẹp lắm tình yêu ạ, nhưng mà em hết hàng. Đợt trước của nó là hàng 2,5 triệu. Bây giờ còn nguyên size S em trả nó các chị 1,5 triệu. Được không ạ? Chị Nguyễn Nàng rồi, ok, chốt đỏ vàng xanh. Chị Nguyễn Nàng nhá, ok, chị em 14 ạ. Đây này, nó đẹp tuyệt vời luôn nhưng mà nó hết size bé rồi, à hết size to rồi tình yêu. Thì nào cứ tầm khoảng 45 cân, cần khoảng 52, 53 cân đổ về. Chị Hồng Huyền Thịnh rồi, ok chị này. Chị à? Đây đúng không? Bây giờ không lộn xộn mã rồi. Bây giờ nhá, tất cả cái không có cổ này size to. Size to là em tặng nốt các bác nhá. Đa số là bây giờ em không còn size bé nữa thì cái mã này này, lúc nãy mà chị nào chốt không có cổ mà không chốt được size to ấy, các chị lấy mã này cho em. Em tặng cho các chị luôn này, mã này. Còn cái nào mờ không nhỉ? Bây giờ đa số là mẫu này em còn LXL. Em 15 đi. Chị chạy em 15. Các chị này. Không có cổ như em thì các chị cũng gọi là xuất sắc đi ạ. Em mà phao đỏ nhé, chị Vũ Hồng Dung ơi, lên cho là phao đỏ S và kèm số điện thoại cho em với nhá. Ngày mai báo nhân viên. Nói chung là chị nào đã mua hàng nhà em cái áo phao đấy rồi, các chị biết là giá gốc là trước là bán bao nhiêu tiền. Nhà em bán 2,5 triệu, nhưng mà ngoại trừ em thấy người ta bán 3,2 triệu, 3,5 triệu cơ. Thế chị ạ, shop nào bán rẻ nhất là 2,8 triệu, 2,9 triệu. Em lỗ tại vì nó còn nguyên một size nhỏ ấy, em đang đợi hàng về vào vụ ấy, nó về đủ size thì giá nó vẫn trở về giá gốc là 2,5 triệu chị ạ. Hàng đấy hàng phao Quảng Châu, hàng cao cấp chị ơi. Đây mã này này là E15 nha các chị nhá. E15 bây giờ các chị chỉ chọn được màu với lại size vừa thôi. Còn hình thì em cũng gọi là tổng thủ xả luôn ạ. Tất cả các hình khác nhau. Chị nào được hình nào các chị lấy hình đấy nhá. Được hình nào lấy hình đấy cho em ạ. Phao đỏ 1,5 triệu chị Hà Uyên ơi. Hình như là cái đấy em còn sót có 2-3 chiếc thôi. Size S. Thì em mặc thử cho các chị xem cái phao đỏ S. Đẹp lắm nhưng mà không còn đủ size các chị này. Con to nha các chị nhá. Con này các chị size L các chị phải tầm khoảng 58-60 cân. XL các chị tầm 70 cân đổ về. Đó. Các chị lên mã này cho em là E15. Em tặng các chị luôn này. 110.000. Được không ạ? 110.000 đồng một áo. Các chị nhá, 110.000 đồng con áo phông của hàng Quảng Châu cho em rồi chứ không phải là hàng linh tinh như các chị đâu. Để chị ạ, toàn bộ của hàng quy mô cho em này. Lên đơn hàng chị là E15. Em đang có đỏ, trắng, đen. Đỏ, trắng, đen nhưng mà nó có các hình khác nhau nhá. Chị nào được hình nào các chị cũng hoan hỉ cho em cái hình đấy đi. Để chị ạ, chị nào được hình nào thì cũng hoan hỉ cho em hình đấy đi ạ. Không phải ngày hàng ấy mà. Lẫn vào đây. Ở đây có cả bờ. À có cả size M này, size M các chị để trên 50 cân nhá. Size M các chị để trên 50 cân nhá. Trên 50 cân đến 70 cân thì nhà em có size vừa cho các chị. Cứ từ trên 50 cân đến 70 cân ạ. Các chị lên đâu nào trên là E15. Em nói luôn trên like cái thế này các chị nhá. Là được hình nào các chị hoan hỉ hình đấy. Có thể là màu trắng cái hình em đang mặc này. Có thể là màu trắng của cái hình khác nhỉ. Đấy có thể là màu trắng của hình khác đâu nhỉ. Đây có thể là màu trắng của cái hình này đi. Không cổ thì mẫu chị ạ. Đây, các bác này. Ok chưa ạ? 110.000. 110.000 cho em ạ, dòng cao cấp cho các chị luôn. Để chị ạ, em tặng các chị toàn cái phông cao cấp luôn, có món 110.000 tại vì nó lẻ size lẻ mẫu. Lẻ size lẻ mẫu. Các bác mình cứ lên đơn và kèm số điện thoại cho em. Để chị ạ, chọn màu chọn size vừa không chọn kiểu ạ. Các chị màu đỏ chị 60 cân chẳng hạn thì các bạn sẽ chọn cho các chị cái size vừa nhé các chị nhá. Đây màu đỏ đây. Được chưa ạ? Màu đỏ như em chỉ có một màu đỏ tươi này thôi ạ. Em 15 đúng không ạ? Em 15 cho em. 110.000 một áo. Được chưa ạ? 110.000 đồng. Đó. 110.000. Các bác mình lên đơn ạ. Nó có thể là cái cổ à, có cả màu ghi các chị này. Có cả màu ghi cho em. Có cả màu ghi, để chạm em 15, màu ghi và kèm số điện thoại cho em 110.000 áo ạ.
cái 101 một áo, 101 một áo các chị tên lên à. Chị ăn 4 ghi cho em này. Chị đem có 8 cân này. Đây các chị này, màu ghi cũng đẹp như các chị nhá. Màu ghi cũng đẹp. Màu ghi có size 70 cân. Trên 50 cân ạ, trên 50 cân đến 70 cân em có size vừa. Các bạn hãy cùng ghi cho em. Chị Phạm Hiền ạ, chị Nguyễn Lan ạ, chị Quốc O. Nói chung là chị nào vừa những cái form như này các chị cứ làm cho em mà 2, 3, 4 chiếc đi. Vì nó rẻ quá mà chiếc có hàng hai mấy, hàng phi ao cũng là hàng hơn 200. Bây giờ em tặng là lẻ mẫu lẻ size rồi có 110.000 một áo. 110.000. Mày có thể là màu đỏ của cái viền viền kẻ cổ kẻ như này cho em, hoặc là màu ghi, chị nào thích màu ghi các chị lên đơn hàng ạ. Đấy là em tổng hợp tất cả các mẫu lẻ em còn sót ấy, em xả lẻ cho các chị luôn là 110.000 một áo. Các chị lên đơn hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ của nó chất cốt tông các chị nhá. Có size các chị dưới 70 cân, 70 7 tầm khoảng 72 cân mặc được. Thì dạ chị Quyên Quyên ạ, chị gieo ràng rồi ok em chốt đơn. Thôi nghỉ thôi nhỉ. Dự định hôm nay là lên là nghỉ xong sớm nhưng mà có nghỉ được sớm đâu. Rồi bốc cái mã này xuống cho em phát. Phong trắng nhiều kiểu mà chị Nguyễn Thị ơi, phong trắng có nhiều kiểu lắm. Thì sẽ ép à? Màu đen hay màu đỏ đều đẹp. Màu đen nhé, màu đỏ cho em màu. Sẽ em mà vừa. Vừa mà chị mà vừa sẽ em màu. Đưa chị đến cuối này. Về. Đây, chị nào vừa hỏi em cái phao đỏ đây em mặc lại các chị nhá. Thì như em còn sót có 2-3 chiếc thôi. Sẽ S hết. Đây các bác này, chuẩn hàng cao cấp cho em. Để chị ạ, lên đơn hàng cho em là phao đỏ và kèm số điện thoại cho em nhé. Phao đỏ S ạ. Còn nguyên size các chị từ khoảng là 45, 46 cân đổ lên ạ. Đến tầm khoảng là 52 cân đổ về. Để chị ạ, 52 cân đổ về em chốt đơn. Các bác lên đơn mã này cho em là phao đỏ và kèm số điện thoại cho em ạ. 1.500.000. Chị nào chuyển khoản hết 100% đơn hàng em bị ship mã này. Để chị ạ. Đã mua rẻ lại còn chuyển khoản hết là còn được miễn ship. Và chị nào mua áo phao đỏ này phải cọc tiền nhá. Tại vì hàng này hàng cao cấp thì các chị phải cọc tiền cho em trước ạ. Đơn nàng này của đó là 1.500.000 một áo. Chuyển khoản trước. Rồi không phải nói nhân viên không biết. Đây các chị này, lên đơn mã này cho em là phao đỏ S và kèm số điện thoại cho em. Form rất đẹp luôn ạ. Đấy chứ ạ, form rất là đẹp luôn. Có hai màu à? Mỗi màu. Cái gì không, mã này là kiểu khác. Đây cái mẫu này màu đen thì nó hình như là có mấy size ấy. Chưa kiểm tra được. Được chưa? Màu đỏ nó là đỏ đô các chị nhá, đỏ đô cho em. Thì nhìn cái lông áo này, lông cổ áo này. Được chưa? Hàng chuẩn cao cấp cho em. Này ấm hơn cấp 2. À, đó. Đẹp chưa? Đấy. Gió tím nào chị? Áo gió. À, cái hàng áo gió kia, áo gió mà còn mẹ là VIP 3 chị, áo gió VIP 3, phao 58 cân mà đây không vừa chị ạ, em còn nguyên size S, em báo cân các chị tầm khoảng 52, 53 cân đổ về thôi, 52 cân, các chị từ 45 cân đổ lên, chị nào chốt phao đỏ các chị lên đơn hàng cho em với, hàng cao cấp là trước hàng 2 triệu rưỡi, bây giờ em tặng các chị nốt là 1.500.000, ưu tiên cho bác nào chuyển khoản trước 100% đơn hàng em tặng các chị là gọi là em gọi là miễn phí ship luôn, được chưa ạ? Màu đỏ cho em này. Màu đỏ cho em. Các chị nhìn cho em này. Bên ngoài người ta bán hơn 3 triệu đấy. Bên ngoài bán hơn 3 triệu. Phao màu đen bao nhiêu? Phao màu đen chị ơi cũng 1.500.000 chị ơi. 1.500.000. Thế chứ em có bán rẻ quá không? Liệu em có bán rẻ quá không hả các bác ơi? Bây giờ nó còn chưa vào vụ nhá, mấy hôm nữa vào vụ nó không có hàng bán mà giá em mà nhập đủ size số thì em không bán giá này được ấy.
Đây màu đen cho em. Các chị nhìn cái form dáng của nó này. Cái mã này là mã bao nhiêu đấy nhỉ? Xem em cái mác của áo với. Phải mã các chị tầm 53 cân đổ về. Mác áo đen mà về đây. Ôi chị phát nhìn. Mà mang hả? Mã 9807. Để chị ạ, mã này là mã 9807 cho em. Các chế lên đơn mã này cho em là phao 9807 ạ. Kèm số điện thoại cho em 1.500.000. Này là 2068. 1.500.000. Các chị nhìn form dáng của nó này, quá đỉnh luôn. Chị nào thích dòng cao cấp các chị mặc mã này cho em. Ấm lắm các chị ơi, vào mùa vào vụ ấy. Có thời tiết mà có lạnh đến âm độ, các chị chỉ cần mặc cho em một con áo len mỏng bên trong thôi. Mặc cho em con áo phao này bên ngoài cho em với. Để chị ạ, nhất là chị nào vùng cao ấy. Các chị mặc cho em con phao này gọi là vừa đẹp vừa chất lượng, đẳng cấp luôn. Mà thị trường toàn bán hơn 3 triệu thôi ạ. Em tặng các chị trên livestream của em 1.500.000. Nhiều khi là em bán rẻ này, các chị bảo là không biết là hàng loại mấy đúng không ạ? Các chị cho các chị về so sánh thoải mái. Nếu mà chị đã mua áo này về nhá, nếu như mua thử cho em cái này về không giống như cái áo mà các chị mua hơn 3 triệu ấy, các chị trả lại cho em. Đấy, trước áo này trước em bán 2.500.000. Em bán 2.500.000 lúc đấy nó có đủ size số. Bây giờ là em tặng các chị tại vì nó còn nguyên một size. Đấy chị ạ, còn nguyên một size ạ, 1.500.000 đồng. Các chị nhìn áo cho em này, cái lông cổ của nó này. Được chưa ạ? Đẹp dã man luôn, 1.500.000. Chị mặc size S này. Chị mặc size S à? 1.500.000. Mấy hôm nữa về đủ size không có giá này đâu các bác nha. Em báo luôn đấy. Chứ mấy hôm nữa về đủ size mà em nhập giá cao một gấp đôi mà em các chị lại cứ bảo em ơi bán 1.500.000 thì là không có đâu ạ. Đấy chưa ạ? Đây các chị này. 1.500.000. Ôi giời ơi, mặc vào muốn cởi ra luôn. Tiếc quá, mấy hôm bữa em chọn lại không có size của em. Bây giờ làm gì còn size nữa em, còn mỗi size S thôi. Đấy chứ ạ, còn mỗi size S. Thôi nhá, các chị ưng mã này các chị cứ chụp lại màn hình. Đấy chứ ạ. Ngày mai bên em chốt đơn, bây giờ em xin phép nghỉ đấy ạ. Mai em lên tiếp nhá, tối ngày mai. Đây là các chị yêu ạ, chúc các chị yêu ngủ ngon nhá.